Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa Nam từ 30 đến 10 giờ 30 PM tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay: môn học kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 3 Tương Ưng Cô Xá Lá, phẩm thứ 2. Bài 3 Kinh Ăn Quá Độ Đô Ná Pa Cá Sút Tăng. Ăn ít sống lâu sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Phật ứng cúng chánh biết Minh Hạnh tốt thiện hệ, thế gian giải vô thượng ở tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, khi thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các từ ý rồi phản hồi thương thứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện thẩm thị quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Tam Bảo, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, Đức Phật thuyết pháp không phải là chỉ đề cao đến cái sự giải thoát giác ngộ không, mà có đôi khi Ngài thuyết pháp đem đến lợi ích cho chúng sinh, một cái lợi ích rất nhỏ. Khi mà chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta sẽ tìm thấy được Đức Phật bậc đạo sư chứ là một đấng cha lành dạy dỗ cho chúng sanh, những đứa con dạy từng cái cư xử ăn ở làm sao để nó đem đến cái sự an vui
Như bài kinh ngày hôm nay, Đức Phật là dạy cho vua Vasiṣṭha-đi một pháp mà chúng ta nghĩ rằng là rất là bình thường, nhưng mà thực ra thì nó cũng hỗ trợ cho đời sống tu tập chúng ta rất nhiều. Đó là về cái việc ăn. Ông bà mình có câu nói rằng họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Cũng cái miệng, như mà cái miệng phát ngôn, tức là nói ra đó, thì tai họa nó đến. Cũng là cái miệng, nhưng mà chúng ta ăn vào không khéo thì nó sanh bệnh. Cũng cái miệng mà ra thôi, tai họa cũng từ cái miệng, mà bệnh tật thì nó phát sanh cũng từ cái miệng. Thì trong cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Tân giảng giải rộng rãi ý nghĩa này với sự trình bày và dẫn chứng. Bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, sa thú. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay, và cảm ơn quý sít. Bài học ngày 25 tháng 12 năm 2021, ăn ít sống lâu, kinh Ăn Quá Độ Đô Na Ba Ca Sú Tăng, chương 3, tương ưng Cô Sa Lá phẩm thứ 2. Đức Phật có những lời dạy thực tiễn cho cuộc sống. Trong kinh điển ghi lại những huấn ngôn của Đức Phật dạy về cách sống lành mạnh cả hai phương diện thân và tâm. Ngày nay trước sự hưng thịnh về kinh tế, càng ngày y học càng xác nhận rõ rất nhiều bệnh do dư thừa calori. Ăn uống tiết độ, chừng mực là chìa khóa giữa sức khỏe tốt, giữ sức khỏe tốt. Lời dạy của Đức Thế Tôn đã khiến vua Vasiṣṭha-đi có được sức khỏe tốt hơn, và là điều tốt đẹp khi nhà vua cảm kích được lòng bi mẫn của Đức Phật. Kinh văn tại Sawatthi. Thuở ấy, vua Vasiṣṭha-đi xứ Kosala thường ăn rất no trong các bữa cơm. Rồi vua Vasiṣṭha-đi xứ Kosala sau khi ăn quá no, chậm chạp nặng nề đi đến Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn từ sự việc vua Vasiṣṭha-đi xứ Kosala sau khi ăn quá no, chậm chạp nặng nề đã nói lên kệ ngôn. Người sống có chánh niệm, biết tiết độ ẩm thực, được cảm thọ nhẹ nhàng, sống lâu chậm lão hóa. Lúc bấy giờ, bà La Môn trẻ tuổi Sudassana đứng sau lưng vua Vasiṣṭha-đi xứ Kosala. Rồi vua Vasiṣṭha-đi xứ Kosala nói: vị Sudassana, này hiền khanh, hãy học thuộc lòng kệ ngôn từ Đức Thế Tôn. Mỗi lần dọn ăn cho ta, hãy đọc kệ ngôn này, ta sẽ thường xuyên thưởng cho khanh 100 đồng vàng. Thưa vâng đại vương. Thanh niên Sudassana vâng lệnh nhà vua, học thuộc lòng kệ ngôn từ Đức Thế Tôn. Mỗi lần dọn ăn cho vua Vasiṣṭha-đi đã đọc kệ ngôn này. Người sống có chánh niệm, biết tiết độ ẩm thực, được cảm thọ nhẹ nhàng, sống lâu chậm lão hóa.
Rồi vua Bassena đi Đức Kosala tiết giảm từ từ mức độ ăn uống cho tới khi chỉ còn khoảng một chén mỗi bữa ăn. Sau một thời gian, vua Bassena đi được khang kiện tự thoa bóp chân tay và thốt lên lời cảm hứng: Thế Tôn thực sự thương tưởng ta, nghĩ đến lợi lạc cho ta, đời hiện tại và kiếp sau. Thích Văn. Manujasa Sada Satimano, khi một người luôn có chánh niệm, Matam Yanato Latha Phô Giá Nề, biết điều độ trong ẩm thực. Tá Nuskasa Phá Hoàn Tí Quê Đá Nà, được cảm thọ không nặng nề. Sanikam Zirati Aju Palaya Tí Aju Palasan Tí, người ấy chậm lão hóa và gìn giữ thọ mạng lâu dài. Thích Nghĩa. Theo sớ giải thì nhà vua thường ăn một tô lớn đô ná, cơm, cà ri và súp ba cát cút rầm. Nà lý cá là một chén cơm, khó biết chính xác trong sự so sánh giữa đô ná và nà lý cá. Tuy nhiên có thể hiểu là có sự chênh lệch lớn về thể tích. Theo sớ giải thì Đức Phật dạy thanh niên Suddhasana đọc kệ ngôn khi thấy nhà vua ăn với mức độ vừa phải, chứ không phải là đọc trước khi ăn. Biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tỳ Tri, Đức Tỳ Đức Siêu Liên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở hôm nay chúng ta lại học tiếp kinh Tương Ưng, phẩm Kosala thứ hai. Trong cái bài học hôm nay đó là nói là ít ăn sống lâu, ăn ít sống lâu. Thì qua cái bài học này đó thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một bậc đạo sư, người ta có thể nghĩ rằng Đức Phật là một vị thầy, người ta có thể nói Đức Phật như là một cái vị đạo sư điều trị về tâm lý cũng như là vật lý ở trong cái đời sống của mỗi chúng sinh. Đó là một điều, đó là ở đây đó, ngoài cái việc mà Đức Phật dạy cái đường lối tu tập để cho mỗi một người đệ tử của Phật đó đều thực hành để đi đến cái sự hướng đến cái sự an lạc giải thoát trong tương lai đó, thì Đức Phật còn dạy cho mỗi cách đó là cư xử rồi ứng xử sinh sống trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cho Chư Tăng cũng như là nói riêng, cũng như là nói đến tứ chúng, Đức Phật này dạy chung như vậy. Cái bài học hôm nay đó là chúng ta thấy hết sức là bình thường ở chỗ là Đức Phật này dạy những cái điểm ăn uống thôi, nó là bình thường. Nhưng mà đó là một cái bài học mà chúng ta thấy rằng là nó có giá trị cho cái đời sống thực tại của chúng ta.
khi chúng ta đang sống, đang sinh hoạt, và làm sao là để cho cái thể chất của một người được khỏe mạnh, và làm sao cho tinh thần của một người được an ổn. Đó là điều mà chúng ta thấy ở chỗ Đức Phật đã dạy cho chúng ta về những điều đó. Qua cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy cho Đức Nhu Ba Sa Na Đí và được thanh niên Sudassana nhắc lại trong mỗi buổi ăn của vua. Bởi vì được biết đó là Đức vua dùng rất là nhiều, ăn rất là nhiều, và sau một lần ăn như vậy đó thì thể trạng rất là mệt, thân hình rất là nặng nề, rất là mệt nhọc, rất là giống như là mình thấy rằng là cái sự mệt nhọc đó nó kéo dài. Thường là chúng ta thấy rằng khi mà mình ăn no thì dễ sinh bị cái sự hôn trầm, hay là người ta dân gian người ta nói là dân căng da bụng thì dùng da mắt. Chúng ta không thể nói rằng không độ, không dùng vật thực mà chúng ta tồn tại, nhưng mà khi chúng ta dùng quá độ đó thì sẽ là một cái điều là gây đến cái sự mệt mỏi, cũng như là làm cho cái tinh thần nó uể oải và chúng ta không thể tập trung được, Thì từ cái bài kệ mà Đức Phật dạy ở đây đó là người sống có niệm biết tiết độ ẩm thực, thân khổ thọ giảm dần, sống lâu chậm lão hóa. Qua cái bài kệ này thì Đức Phật Ngài dạy rằng là nếu mà nói rằng là chúng ta có hai cái loại bệnh, bệnh về tâm lý, bệnh về tâm, tức là tâm của chúng ta bị chứa chấp những cái phiền não, và xoay quanh trong cuộc sống chúng ta cứ buồn, vui, giận, dỗi, hoặc tức tối, khó chịu, hoặc là chúng ta nghĩ một cách rất là mê mờ. Đó là bệnh của tâm lý. Và cái bệnh tâm lý này đó nó liên quan đến với cái đời sống luân hồi của chúng ta. Và chính như vậy đó, nó kéo dài. Mình sẽ nghĩ một điều đó là, chúng ta thấy một điều đó là, nếu một ngày mà mình không có tu tập, tức là mình không có tập cho cái đời sống của mình có chánh niệm đó, thì quả thật là nó xoay quanh trong các cái trần cảnh, tâm mình cứ là ở trong cái trạng thái buồn, vui, hài lòng, thích thú, ưa ghét hay là không ưa, ưa hay là ghét. Tất cả những cái điều đó nó liên quan với cái tâm lý của mình. Rồi đó là, như vậy thì đòi hỏi một cái người tu á, là cần phải tập cho cái tâm của mình có cái chánh niệm. Cái bệnh thứ hai muốn nói đến là bệnh về thể chất. Thì bệnh về thể chất đó, thì như chúng ta thấy rằng là chúng ta bệnh có nhẹ gì đi nữa thì cũng nhức đầu, sổ mũi, đau bụng. Còn bệnh nặng là tim, gan, tỳ, phế, thận đó, nó có những cái sự có những cái khiếm khuyết, có những sự dứt tỳ, có những sự bệnh hoạn, và đi đến những cái bệnh trầm kha ở trong cái đời sống. Và điều đó đó, như chúng ta được biết đó, là không phải là những việc gì chúng ta bệnh cũng đều là do nghiệp hết. Bởi vì có thể là bệnh do cái thời tiết. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng là nhiều khi đó mình thời tiết mùa đông thì lạnh, mùa hạ thì nóng,
vân vân. Thì mỗi một mùa như vậy nó sẽ thay đổi với nhau về thời tiết. Thì cái thời tiết khí hậu đó đó, cái khi mà một cơ thể của mình nó chưa có thích ứng được với thời tiết đó, thì chúng ta sinh ra những cái bệnh là ít ra thì cũng nhức đầu, sổ mũi, vân vân. Hoặc là chúng ta cảm sốt, hoặc là chúng ta khó chịu về do thời tiết. Rồi cái bệnh thứ hai nữa đó là do cái vật thực của mình. Vật thực, thì cái vật thực ở đây đó là có thể nói rằng một điều đó là cái vật thực đó nó có thể là chứa các cái chất độc. Mặc dù là ngày nay chúng ta thấy rằng là nhiều khi mình ăn rau cải, mình ăn thực vật, mình ăn động vật, vân vân, mình ăn cái này, ăn cái kia, nhưng mà rồi đó là có chứa những cái chất tồn độc ở trong đó. Và khi mà nạp vào trong cơ thể lâu ngày thì chúng ta bị bệnh. Nó không bệnh liền, nó có khi đó là nó phát tác liền, bệnh liền, nhưng mà có khi đó là không thể, chưa thể phát tác, và đến một lúc nào đó thì phát tác. Mà hiện nay đó quý vị, tỷ lệ ung thư của người Việt Nam rất là cao. Tỷ lệ ung thư của người Việt Nam rất là cao, do rằng cái môi trường sống, do rằng cái thực phẩm mà chúng ta dùng, nó có những cái thực phẩm, thức ăn, thức uống, tất cả các cái thứ đó. Như ngay cả chúng tôi nói này, ở đây đó, quý vị thấy rằng nhiều khi cái chất rượu và cái chất xay đó, cái chất men đó, ngày xưa đó thì người ta có thể nấu rượu, nấu men ấy, là người ta nấu từ ở nơi cái gạo, rồi người ta ủ lên men, rồi người ta cất lấy cái đó làm rượu, lấy cái nước cất đó để làm rượu. Còn riêng ngày nay đó thì quý vị biết rằng, chúng tôi có nghe kể lại đó là họ chỉ cần xách cho một can 20 lít nước sạch như vậy đó, nước sạch, nước trong như vậy đó, họ chỉ cần bỏ một cục hóa chất vô thành 20 lít rượu. Mà 20 lít rượu đó đó thì có thể là rượu cồn, rồi khi đó là uống là độc. Rồi các cái thức ăn cũng vậy, từ ở cái gạo thóc của mình ăn, rau cải của mình ăn, rồi cho đến thịt cá của mình ăn, vân vân. Những cái gì đó chúng ta thấy là ngày nay đó thì nó không có gần gũi với thiên nhiên nữa, mà là toàn là hóa chất, những cái mà người do nhân tạo, con người tạo ra. Hôm nào chúng tôi có coi một cái clip, clip đó, đó nó phản ánh là một đống thịt mà thúi như vậy đó, nó lên, nó bốc mùi và nó tái tím đi, nó không còn tươi đỏ nữa đó. Mà chỉ cần tưới cái nước đó vô, lát sau miếng thịt nó sẽ tươi đỏ lại. Ý chúng tôi muốn nói đó là những cái chất độc mà nó nạp vào trong cơ thể. Có thể là mình bệnh là do những cái vật thực mà mình nạp vào. Có nhiều khi người ta ăn vào người ta ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thực phẩm liền. Có nhiều khi đó là ăn vào không bệnh liền, nhưng mà một thời gian sau sẽ tồn động. Thì cái bệnh đó như là ở trong kinh, trong luận được thường nói đó là bệnh là do vật thực. Rồi bệnh cái thứ ba nữa là tâm lý. Quý vị thấy rằng hàng ngày đó, chúng tôi có đọc một cái tỷ lệ cái những người mà bị quyên sinh đó, tức là tự tử chết đó, những cái nước Hàn Quốc hay là Nhật đó, thậm chí ở Hoa Kỳ cũng vậy. Người ta không phải thiếu về vật chất, người ta không phải thiếu về vật chất, ăn uống các loại tiền, nhưng mà rồi đó là người ta quá nhiều cái thứ đó, chứ không phải là thiếu. Nhưng mà người ta bị áp lực về những cái môi trường sống xung quanh, cho nên cái tâm lý của họ bị ức chế. Họ có thể nhẹ thì họ bị stress, họ bị điên cuồng, nặng thì họ quyên sinh cuộc sống. Tức là họ không có cách nào để họ giải quyết, chỉ có cách là tự tử, chỉ có cách là quyên sinh, để họ nghĩ rằng chính cái sự quyên sinh đó để giải thoát cho họ. Và có thể là do tình, do tiền, do đủ thứ chuyện trên cuộc đời này, mà khi mà tâm lý không giải quyết được
thì họ sẽ là không có một lối thoát, cho nên là họ tìm cách để quyên sinh hoặc vào ở trong những bệnh viện thần tâm thần đấy, để rồi họ bị tâm thần. Thì có nhiều cái nguyên nhân, hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh sống xung quanh của họ tạo nên cái sự ức chế mà họ không thể nào giải tỏa được, cuối cùng họ quyên sinh hay hoặc là họ điên loạn. Và cái bệnh thứ tư, nguyên nhân đưa đến bệnh đó là nghiệp, đó là nghiệp. Thì ở đây đó, chúng ta nếu mà chúng ta nói rằng cái nghiệp, do nghiệp đó, thì nó có nhiều, mà có thể nói rằng do mình hành hạ đánh đập chúng sanh, tra khảo chúng sanh từ ở đời trước là đời này cũng vậy. Cái nghiệp nó có đến sớm với mình, cái quả nó đến sớm với mình thì ngay trong đời này mình nhận lấy. Còn cái quả mà nó đến trễ, nó biết đâu trong quá khứ chúng ta có từng đánh đập tra khảo chúng sinh khác, mình hạ chúng sanh khác. Cho nên là bây giờ bệnh là truyền miên, người ta cũng bằng tuổi như mình á, nhưng mà người ta ít bệnh hơn mình thì bị nhiều bệnh hơn. Bệnh này nó không kể là để đến già lớn tuổi mình mới bệnh, mà ngay cả lúc mà mình còn trẻ mình thì người đó cũng vẫn bệnh. Trở lại khi mà Đức Phật ngài nói rằng là khuyên đức vua đó, là cái việc mà cái người sống có chánh niệm. Quý vị nói là ở đây đó là có cái tâm lý, nó liên quan đến tâm lý. Nếu mà mình nói rằng mình sống có chánh niệm thì sự thật ra đó, nếu như một người mà sống trong đời sống hài, mình đời Đức Phật, mình sống luôn luôn có chánh niệm, mình đừng nghĩ mông lung, mình nghĩ chuyện đã qua hay là nghĩ chuyện chưa tới. Cái việc đó, đó sự thật ra đó là nó cũng chẳng có lợi lạc gì cho mình. Nhưng mà cái khuynh hướng chung á là mình luôn thích nghĩ như vậy, thích nghĩ nuối tiếc về quá khứ, ước vọng về tương lai, nuối tiếc về quá khứ như thế này hoặc như thế nọ. Thường đó là trong cái tâm lý chung á, người trẻ thì ước vọng về tương lai, bởi vì mình nghĩ rằng tương lai mình vạch ra cái này, bao nhiêu tuổi mình làm cái này, bao nhiêu tuổi mình thành công cái kia, rồi mình cần phải có những sự nghiệp như thế này, hoặc là nghề như thế, hoặc là nhìn như thế, hoặc là như thế nọ. Mình luôn vạch ra trong ước mơ đó, đó. Mà riêng với một người già đó thì người ta luôn nghĩ ngợi về quá khứ. Chúng tôi nghĩ rằng là có nhiều khi mình xem những cái phóng sự hoặc là cái chung á, ngay cả những người tu vậy, thường thường đó là khi mà lớn tuổi thì hay về quê hương thăm lại mộ tổ tiên ông bà, thăm lại người thân, thăm lại xóm giềng, thăm lại những cái mái nhà tranh hay những cái vách ngói, những cái mái ngói mà ở nơi đó là nơi mà mình được chôn nhau cắt rốn, nơi mình sinh ra. Người ta luôn luôn nghĩ về quá khứ và mong một ngày nào đó về để thăm lại một lần cuối, thì đó là cái ước vọng của người ta, mong muốn của cái người già là như vậy. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng đó, mình nghĩ những điều đó, đó nó cũng không hoàn toàn là mang đến cái lợi ích cho mình trong thực tại. Mà Đức Phật ngài nói đó là đối với một người để mà cho cái tâm của mình đó, vì quý vị thấy rằng một ngày trong cái quần trần cảnh, chúng ta quyên mê nghĩ trong trần cảnh nóng tập thì ở trong các cái trần mắt nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm hoặc là tâm suy nghĩ, mình cứ quay quần ở trong các cái trần cảnh, rồi mỗi người có một cái sự ràng buộc khác nhau. Mỗi người có cái sự ràng buộc khác nhau. Có người ràng buộc ở giác quan này, có người ràng buộc ở giác quan khác, có người suy nghĩ như thế này, có người thấy như thế nọ, thì tất cả những cái đó đều là căn, cảnh và thức. Thì khi mà tâm mình miên man đến những điều đó, tức là bị cảnh nó lôi cuốn theo, và thế là tâm mình bị thất niệm. Tâm một người không tu tập là bị thất niệm. Do vậy đó,
thì Phật dạy cho mình, quý vị thấy rằng á, nếu mà mình thử mình đặt cái tâm của mình có chánh niệm trong vạn một thời gian ngắn thôi, chúng tôi ngắn ở đây đó, chúng tôi tạm gọi là 10 phút, 20 phút, nếu mà tâm mình có chánh niệm, mặc dù là trong 10 phút, 20 phút đó nó không có sự liên tục, nhưng mà nếu như mà mình có được cái sự chánh niệm như vậy thì mình cảm thấy như thân mình nó nhẹ nhàng, thân mình nó hơi thới, hoặc là tâm mình nó cảm thấy an lạc. Thậm chí mình nghe ở trong kinh nó nhiều khi mình không ăn cũng no nữa, tức là cái hỷ lạc, cái hỷ lạc, cái hỷ lạc mà do cái phát hành mình mang lại. Thì ở đây đó, chúng tôi nói ở trong cuộc sống, khi mà mình gặp ở trong một cái hoàn cảnh nào, hay là mình đang sống ở trong một cái hoàn cảnh nào mà mình vẫn giữ được cái nội tâm mình có chánh niệm, thì thật sự là cái điều đó nó lợi lạc cho mình. Nó không chỉ khỏe mạnh về tâm lý mà nó còn giúp cho cái thể chất của mình, tức là cái cơ thể của mình có một cái sự đề kháng rất là lớn, đề kháng rất là lớn. Chúng tôi đặt lại một cái trường hợp giống như các vị thánh ngày xưa đó, các ngài sống ở trong rừng, các ngài sống ở trong rừng rài đây mai đó, du hương các nơi, các ngài chỉ đi khất thực một ngày một bữa ăn và chỉ độ nhật để nuôi lấy cơ thể này, mà tâm của các ngài không có ở như chúng ta ngày nay liêu cất được đầy đủ, rồi thậm chí là các cái sự che chắn y áo rồi thuốc men nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi đó là chúng ta cảm thấy như chúng ta yếu ớt, chúng ta mong manh trước những cái hoàn cảnh như vậy, yếu ớt mong manh trước mọi hoàn cảnh như vậy, trong khi các ngài có một sự đề kháng rất là mạnh. Bởi vì sao? Cái tâm lực của các ngài rất là mạnh, cái nội lực của các ngài rất là mạnh. Cho nên á, chúng tôi có một lần á, đi qua bên Myanmar, có một lần đến trường thiền Ba Ao, chúng tôi ở đó một tuần để hành thiền. Một tuần thì không nhiều, không nhiều so với một quá trình, nhưng mà rồi ở một tuần đó để mình có cảm nhận được cái đời sống mà thiền tập và sống gần gũi với chư tăng cả 500 vị ở đó, một lần phát lồ, tức là một lần sám hối đó, của chư tăng là 500 vị. Thì có những vị ở trên núi, trên rừng, một ngày chỉ độ nhật một buổi thôi, các ngày sáng sớm là các ngày các vị đó mới ôm bát xuống dưới trường thiền, nơi để mà rồi khoảng chừng 10 giờ thì những người đàn tính, hay 9 giờ vậy đó, những người đàn tính họ cúng dường những thực phẩm đó, rồi các ngày dùng xong các ngày ôm bát đi lên trên cái cốc của mình trở lại, ở trên đồi, trên núi cao như vậy. Nhưng mà một ngày một bữa thôi, chúng tôi nghĩ rằng cái thuốc men đối với các vị đó không có nhiều, không có nhiều đâu. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái gọi là tâm lực mạnh. Tâm lực mạnh nó làm cho cái thể chất này khỏe mạnh, mạnh. Như vậy thì ở đây cái điều mà mình thấy rằng Đức Phật dạy cho Đức Vua Basanadi, tức là Vua Ba Tư Nặc, một khi mà đang dùng vật thực đó, thì người thanh niên Sudarsana mới nhắc lại cái bài kệ mà ở đây là người sống có chánh niệm biết tiết độ ẩm thực, thân thể thọ giảm dần, sống lâu chậm lão hóa. Quý vị thấy rằng là nhiều khi mình sống gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, chúng tôi nghĩ rằng có những cái bộ lạc ở trong rừng sâu đó, thì họ cũng sống, cũng có thể thọ tùy theo mỗi bộ lạc. Và chúng tôi thấy rằng như ở Nhật ấy, thì có những người mà họ sống thọ trên 100 tuổi đó, thì là do họ sống gần gũi với thiên nhiên. Hoặc là các quốc gia mà có tỷ lệ cái người sống thọ đó, thì mình mới thấy rằng là chính họ sống gần gũi với thiên nhiên. Mà gần gũi với thiên nhiên về phương diện mà ẩm thực, tức là thực phẩm của họ ăn đó, nó gần gũi với thiên nhiên. Cái thứ hai nữa là tâm của họ luôn luôn có sự an tịnh. Chúng tôi không nói là thiền định hay là gì, nhưng mà ở đây đó là với một người mà có một cái tâm mà Đức Phật ngày dạy rằng có đời sống chánh niệm, thì rõ ràng là giúp cho họ có một cái sự khỏe mạnh.
Thì điều đầu tiên ở đây đó là Đức Phật ngày nói đó là sống cái đời sống có chánh niệm. À, chánh niệm mình đi đâu, mình làm gì đó cũng biết được cái nội tâm của mình, và luôn luôn ghi nhận, biết rõ được những cái sự suy nghĩ của mình ở trong mỗi cái cử chỉ, mỗi cái quay nghi, mỗi cái việc mà ở trong đời sống của mình. Mình có cái sự điều độ như vậy, đó là một cái luyện tập cái đời sống chánh niệm như vậy thì giúp cho họ sẽ có được một cái đời sống nội tâm được an lạc. Thật sự ra nói đó là về vấn đề mà tiết độ vật thực, như quý vị biết rằng là Đức Phật ngày dạy rằng là khi mà chư tăng thọ dụng các cái món vật thực vừa xong là không nên đi nằm nghỉ riêng, không nên ngủ liền, không nên nằm liền, bởi vì ít nhiều đó cũng phải đi kinh hành. Mà ở đây đó là các nhà khoa học và y học họ cũng thường nói đó là khi mà mình ăn á, mình dùng vật thực xong á, mà mình nằm liền á, thì nó có sinh ra nhiều cái chứng bệnh khác. Và điều đó đó Đức Phật, chúng tôi nghĩ là Đức Phật không phải là chỉ là người ta có thể biết rằng Đức Phật là một nhà giáo dục, hay Đức Phật là một nhà y học cũng được, hoặc là Đức Phật là một cái nhà nhìn chung á, là về góc độ nào á, thì Đức Phật cũng là một cái người hiểu rõ, là một cái người xứng đáng như là một vị thầy. Bởi vì hiểu rõ đó là hiểu rõ về tâm lý của chúng sanh, và hiểu rõ về cái sự vận hành, cái sự khuyết điểm hay là cái ưu điểm của cơ thể. Và Đức Phật biết điều đó, Đức Phật dạy chư tăng hay là những người đệ tử của Ngài về cái cách ăn ở, cái cách ăn ở, mọi cái sinh hoạt, và những cái điều gì mà làm hạn chế cho sự bệnh thì Đức Phật cũng đã có dạy cho những điều đó. Nếu chúng ta đọc ở trong luật tạng thì chúng ta sẽ gặp được những cái điều mà chúng ta thấy hết sức là tỉ mỉ và hết sức là nhỏ nhặt và hết sức là đời thường, nhưng mà rất là quan trọng cho cái đời sống sinh hoạt của chư tăng, của chư tăng. Như vậy thì cái việc mà ăn uống mà mình ăn no đó thì trước mắt là chúng ta thấy mệt rồi, thấy không? Rồi chưa có kể là những cái khác nó ảnh hưởng từ trong ngũ tạng của mình do cái sự ăn no đó. Và hơn nữa đó, giống kinh nói rằng là một vị tỳ kheo thọ dụng mà còn ba miếng nữa mà no đó là mình dừng tại đó. Cái ma ba miếng nữa mà no đó có nghĩa là mình biết tiết độ vừa chừng, tiết độ ở trong cái cách ăn uống của mình. Mình biết rằng khi mà mình uống nước no đó thì nó sẽ ốc ách. Ở đây chúng tôi tạm gọi cái từ ốc ách, tức là nó kêu lóc bóc ở trong bụng của mình thì rất là mệt. Còn mình ăn quá no đó thì cũng rất là mệt, cũng rất là mệt. Cho nên cái việc biết độ vật thực đó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà như tình trạng là được kể ở đây đó, là Đức Vua Vasena đi ăn lần lại rất là nhiều thực phẩm bằng tô, rồi rất là nhiều như vậy. Cho nên là có lần thì vua than là vua mệt nhọc bởi vì cái sự ăn uống đó. Mà chính những điều đó Đức Phật đã dạy cho vua Vasena đến và được thanh niên Suddhasana nhắc lại trong mỗi bữa ăn, để xem như là cái bài học, xem như là một cái phương pháp để điều chế trong cái sự ăn uống của chính mình, và giúp cho cái cơ thể nó khỏe mạnh. Cho nên ở đây đó, thì ngoài cái việc mà ăn uống có tiết độ thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều nữa đó là trong các cái quan nghi mình thường nghe đó là đi đứng nằm ngồi, mình đứng lâu cũng bị tổn mà nằm lâu cũng bị tổn. Chúng tôi không nói nhớ để là tổn cái gì, nhưng mà sự thật ra là mình đứng lâu cũng tổn, nằm lâu cũng tổn, ngồi lâu cũng tổn và đi lâu cũng tổn. Tổn ở đây là liên quan đến cái thể chất của mình, hỏng cái này thì tổn cái kia, tức là nó bị suy giảm về cái cơ thể của mình, suy giảm về cái sức khỏe của mình. Cho nên ở đây trong các cái quay nghi là mình cũng đi đứng nằm ngồi cũng vừa chừng. Cho nên nói một người mà thực hành thiền đó
thì quý vị thấy rằng đặc biệt là đối với một cái vị mà tu hành, tu tập thiền quán đó, cả đi đứng nằm ngồi đều có cái chánh niệm, đi đứng nằm ngồi đều có chánh niệm, và trong mỗi cái quay nghi của mình đều có chánh niệm như vậy, thì đó chính là một trong những cái sự điều hợp, điều hòa ở trong các cái quay nghi. Đi lâu đi mình cũng có chánh niệm, nằm cũng có chánh niệm, trước khi ngủ cũng phải có chánh niệm, rồi ngồi cũng phải có chánh niệm, và đứng cũng phải có chánh niệm. Như vậy thì mình tập cho các cái quay nghi không có cái gì quá lâu, nó vừa chừng. Và trong cái phương pháp mà Đức Phật Ngài dạy là vị tỳ kheo đi kinh hành, chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái việc mà điều trị về tâm lý của chính mình, tức là giữ đời sống chánh niệm trong mỗi bước đi của mình, trong cái không gian mà mình đi, không quá xa cũng không quá gần, đó là để giữ cái tâm của mình được chánh niệm, đó là khỏe cái tâm lý. Rồi đó là khi mà nằm, đứng hay là ngồi cũng vậy, cũng đều có chánh niệm trong mỗi cái quay nghi đó. Thì cái mỗi cái quay nghi đó là để điều hòa cơ thể. Chúng ta thấy rằng nhiều khi đó, bây giờ cái tuổi, khi mà chúng ta bước sang cái tuổi trung niên ấy, thì bị nhiều cái tồn dư, ở đây là mỡ máu, đủ thứ chuyện trên cuộc đời đó, rồi tim, rồi cao, nó có nhiều thứ ở trên cuộc đời, là đường huyết, nó nhiều thứ, cho nên cái đó, mặc dù là chúng ta biết rằng cái người mà cao tuổi đó, lớn tuổi đó, thì cái nguy cơ mà bệnh đó, nó nhiều hơn so với cái người ít tuổi, nhưng mà rồi đó, cái hoạt động của mình, cái sinh hoạt của mình có cái quay nghi nó điều độ như vậy đó, thì chính cái đó nó giúp cho mình giảm bớt những cái bệnh, cái tỷ lệ bệnh của mình nó sẽ giảm bớt, do cái việc mà chúng ta điều hòa các cái quay nghi ở trong đời sống của mình. Cái thứ hai nữa đó là mình cần phải có cái gì làm việc thích hợp, tức là mình biết cái gì nên làm, thời điểm đó nên làm, thời điểm nào nên làm, chúng ta biết như vậy. Mặc dù là quý vị thiết rằng mình có việc gấp thì mình cần phải đi, nhưng mà rồi mình đi á, vào bữa trưa, những cái lúc mà nắng chang chát giữa trên đầu như vậy, đặc biệt là những cái xứ mà nhiệt đới, những cái xứ mà nó nóng nảy đó, mà mình đi vào gấp giấc trưa đó, thì nó sinh ra nhiều cái bệnh. Giữa cái nhiệt độ ở bên ngoài và cái nhiệt độ ở trong nhà, khi mà mình đi ra rồi mình đi vào, thì nó ở vào trong nhà thì nó có những thay đổi đột ngột. Chúng tôi nhớ rằng là người ta nói là nếu mình có đi xe đó, mà xe xài máy điều hòa, máy lạnh đó, thì khi mà mình dừng xe lại đó, mình tắt cái máy lạnh một chút sau, mình sẽ bước ra, mở cửa bước ra. Chứ mình bước ra ở bên ngoài cái khí hậu nó nóng quá đó, và ở trong xe thì đang mát lạnh đó, mà bước qua đó, mình bước ra ngoài đó, thì cái khí hậu nó đột ngột như vậy, thì nó dễ sinh ra cái bệnh lắm. Và hôm nào chúng tôi thấy rằng là những cái người mà có những cái thông tin mà họ cho mình biết đó, những cái nhà y học họ nói là cho mình biết là mình đi về mình mệt đừng có tắm liền, hay hoặc là mình đừng tắm quá phia đó, dễ sinh ra cái đột quỵ, rồi tâm của mình mà mình lo nghĩ nhiều về áp lực công việc này công việc nọ, mỗi người có công việc, nhưng mà mình nghĩ về vấn đề đó, có những cái áp lực như vậy đó, thì tâm lý mình không giải tỏa được đó. Nó cũng là một nguyên nhân. Rồi nó cộng lại những cái nguyên nhân khác đó, thì khi mà mình đi về mà mình tắm liền, hay hoặc là mình tắm trễ hơn 9 giờ đêm, thì nó cũng là một cái nguyên nhân. Chúng tôi hình dung lại nó giống như là như thế này: cái chảo mà đang nóng thì mình chế nước vô, nó nổ cái chảo liền, nước cái chảo liền. Thì giống như vậy, cơ thể mình đang là nó đang nóng như vậy, mà tự nhiên mà mình xối nước vô, cái tự nhiên
nó đột ngột quá là dễ sinh ra cái đột quỵ, dễ sinh ra cái đột quỵ. Cái chảo đó, quý vị thấy rằng cái chảo mà mình nó đang nóng, mình đang nung nóng vậy mà mình chế nước vô một cái là nóng lên điện. Cũng như cũng vậy, lóc máy cái đôi cũng đang nóng như vậy, nóng nóng rực rực, rực vậy. Chế nước vô là nó có lại liền. Cũng như kể cũng kéo cái đế và cũng là một trong những cái việc làm thích hợp. Mình biết là lúc nào nên làm cái gì, lúc nào nên làm cái kia. Như vậy thì mình tự sắp xếp với cái thời gian. Những cái lúc nóng quá thì chúng ta cũng không nên. Ở đây không phải là lười biếng, nhưng mà mình khéo điều chế. Có thể những việc nào cần làm trước, mình làm trước. Những việc cần làm sau, mình làm sau. Và những gì đó mình cần làm thì nên làm. Giống như người ta nói cái câu một người làm biếng thì nắng không ưa, mưa không chịu, mát trời đi chơi. Vẫn như vậy thì không có việc gì mà họ không làm được hết. Đó là mình nói những cái người mà do sức khỏe kém hoặc là do họ lười biếng, nhiều lý do. Nhưng mà khi mà mình điều mình gọi là làm việc hợp thời đó, thì đó mình phải biết phân bố với cái thời gian, phân bố những việc nào nên làm thời điểm nào thì nó thích hợp cho mình. Lạnh quá thì mình nên có những cái gì nó thích hợp với cái cơ thể của mình, chứ mình cũng không phải là lạnh rồi mình lao ra cái chỗ lạnh đó mà mình không có một cái sự bảo vệ quần áo dài dép để mà che chắn, nón niêu để mà mình che chắn lại, thì cái cơ thể của mình nó dễ sinh ra những cái thay đổi và do đó dễ sinh ra cái bệnh. Cho nên cái việc mà làm việc nó thích hợp đó, nó cũng là nguyên nhân giảm giúp cho mình ít bệnh, giúp cho mình ít bệnh. Cái điều kế tiếp nữa đó là về vấn đề chúng ta biết rằng chúng ta nhìn lâu cũng không tốt, chúng ta nghe nhiều cũng không tốt. Mình thấy rằng hoặc là chúng ta ham mê một cái gì đó, cả những cái người mà nam nữ người ta đam mê một cái gì đó, nam nữ người ta đam mê với nhau đó, thì đó cũng là một trong những cái mà làm cho họ suy tưởng, suy kiệt sức khỏe, suy kiệt sức khỏe. Cho nên chúng tôi thấy rằng là những cái đứa trẻ ngày nay ở tại Việt Nam đó, phần lớn đó, là quý vị biết rằng ngày xưa thì học bằng cái trí nhớ nhiều, trí nhớ nhiều, rồi là cái gì cũng nhớ. Chúng tôi nói rằng là những cái đứa trẻ ngày nay học ở tiểu học đó, hay hoặc là trung học cơ sở, tức là từ lớp 9, lớp 8, lớp 6 đến lớp 9 đó, thì quý vị thấy rằng những đứa trẻ đó, nó bản cũ chương nó không thuộc. Ngày xưa đó là lớp 4, lớp 5 là nó đã thuộc bản cũ chương, từ cũ chương 2 cho đến cũ chương 10 là nó thuộc hết. Còn bây giờ có những đứa trẻ như vậy nó không thuộc, bởi vì nó nhờ máy tính không? Nhờ máy tính cái gì nó bấm sẹt lên là nó biết rồi. Như vậy thì nó đâu có cần phải bộ nhớ. Và do nó tập trung vào trong máy móc nó nhiều quá, nó làm cho cái trí nhớ nó bị giảm. Trí nhớ bị giảm. Cho nên chúng tôi nói ở đây đó là cái gì mắt mình nhìn thấy lâu quá nó cũng không tốt, tai mình nghe nhiều quá cũng không tốt. Những cái người mà ham nhạc trẻ, ham nhạc sống, nhạc kích động, vân vân, thì cái tâm hồn của họ, cái tâm của họ đó không có an tịnh được trong cái sự sôi động của tiếng nhạc. Và họ đi đến chỗ nào thì cũng phải sôi động bằng tiếng nhạc, và họ không có để cái tâm của họ trong một cái khoảng thời gian yên tĩnh. Cho nên đó, trong một cái tình trạng mà tâm nó luôn luôn sôi sục, chúng tôi nói cái chữ sôi sục ở đây thì quý vị có thể mường tượng như là một cái nồi nước sôi. Không phải, mà ý chúng tôi muốn nói là tâm của họ trong một cái trạng thái chao động do cái tai thích nghe những sự kích động như vậy, bằng tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng đàn, vân vân. Thì những cái đó nó làm cho tâm không thể yên tĩnh. Cái điều nữa đó là mình đam mê một cái gì đó thì chính cái đó nó sẽ làm suy kiệt mình, suy kiệt sức khỏe của mình, suy kiệt về tâm lý của mình, suy kiệt về tâm lý của mình. Tâm không an ổn, tâm không an ổn. Mà tâm không an ổn thì không có gì để bảo vệ, là trong nội lực rất là yếu.
trong nội lực rất là yếu. Cho nên nếu một người mà có được cái sự an tịnh bằng cái sự chánh niệm thì thật sự cái người đó họ họ ít có những cái sự sầu muộn. Còn nếu cái người nào mà để cho phiền não ở trong tâm cứ hồi giận, hồi buồn, hồi vui quá độ, rồi hồi giận quá đáng ở trong cái cuộc đời này, thì rõ ràng là cái người đó, mình thấy đó, là nếu như mà mình thanh thản trước những cái cảnh vật xung quanh đó, thì rõ ràng là mình tự tại trước những cái cảnh Đức Phật dạy như vậy rồi. Nhưng mà mình làm chưa được, hay hoặc là mình làm không được, làm chưa được hoặc là mình làm không được, do vậy thì mình thấy đó nó là khó, hay là một bài học bất khả thi, tức là không thể lập thực hiện được, thì mình nghĩ như vậy thôi. Nhưng sự thật ra đó, nếu như một người mà giữ cái tâm thanh thản trước những cái hoàn cảnh, trước những cái hoàn cảnh, tức là chúng ta nói là tám ngọn gió đời, tám ngọn gió đời bắt phong đó, tám ngọn gió đời được khen bị chê, được danh mất danh, được lợi mất lợi, tất cả những điều đó nó giống là phù du. Nhưng mà do là chính nó là phù du đó, cho nên là mình đeo đuổi nó giống như là đeo đuổi bóng, đeo đuổi bóng. Và chính vì vậy đó là nó làm khổ lụy cho chính mình, chính mình. Như vậy thì cái việc mà tâm mình giữ thanh thản, không có bị phiền muộn ở trong đời sống, quý vị biết rằng một lần mà mình giận ai đó, cái trái tim mình đập rất là nhiều, cái trái tim mình đập rất là nhiều, đập rất là nhiều. Chúng tôi có nhớ là có một điều đó là một cái nhịp tim mình đập tới là dường như là một hình như là 120 gam máu. Mà một ngày như vậy đó thì đối với cơ thể của mình, rồi bao nhiêu cái nhịp tim trong một phút như vậy, mình nhân với cái thời gian 24 tiếng và nhân với cái thể cái chiều cao của cơ thể mình, thì nó ra rất là nhiều, cái trọng lượng rất là nhiều, dường như là mười mấy tấn máu trong một ngày. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu một khi mà cái tâm mình mà giận dỗi đó, cái tâm mình mà bực bội đó, giật giỏi đó, thì nó làm cho mình bị tổn giảm sức khỏe của mình và làm cho cái tuổi thọ của mình nó có thể giảm đi. Và khi mà mình học cái bài học hôm nay đó, thì mình thấy rằng đối với Đức Phật đó, ngài, người ta có thể nhận xét ngài như là một bậc thầy về cả mặt vật lý, thể chữa bệnh về tâm lý cũng như là vật lý, về chữa bệnh về thân bệnh tâm thân, thân an tâm lành, hay là tất cả những cái điều đó, đó là Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Như vậy thì ở đây đó là khi một người mà không biết được tiết độ vật thực đó, thì Đức Phật ngài nói rằng họ bị cảm thọ khổ, cảm thọ khổ. Và khi mà một người có chánh niệm và biết tiết độ vật thực đó, thì cái cảm thọ của mình không có khổ. Khổ ở đây đó có thể là khổ về thân, có thể là khổ về tâm, tức là tâm mình nó, nếu mà mình không có chánh niệm thì mình buồn bực, mình tham muốn, mình nhiều thứ ở trên cuộc đời này, rồi làm cho cái tuổi thọ của mình nó sẽ giảm đi, sức khỏe của mình nó sẽ suy kiệt đi. Tuy như vậy thì quý vị thấy rằng để mà có một cái yếu tố, để mà có một cái yếu tố thân khỏe tâm an đó, thì phải nói rằng mình cần có cái sự điều chế, điều chế trong cái sự tu tập của chính mình. Nhưng mà nói về tâm á, thì mình làm sao chữa cái tâm của mình, tức là giữ đời sống chánh niệm, không để cho cái tâm mình nó phiền muộn trước những cái phiền não tham sân si buồn giận, cái này cái kia, tức tối ưu sầu, cái đó nó cũng chẳng có lợi gì mình. Và khi mà mình giữ được cái tâm như vậy thì cái tâm mình nó khỏe mạnh. Rồi vấn đề thể chất, tức là cái thể xác của mình á, là mình có được cái sự điều hòa ở trong các cái hoạt động quay nghi của mình, đi đứng nằm ngồi không có bị cái gì nó quá, nó vừa chừng. Rồi trong mỗi cái việc làm của mình nó thích hợp với cái thời điểm, thời gian mình sinh hoạt nó thích hợp, như vậy thì mình cũng là góp phần cho cái việc khỏe. Cái thứ ba nữa là rất là quan trọng, đó là trong cái việc ăn uống, tiết độ nó vừa chừng. Mà trong kinh nói rằng
một vị tỳ kheo dùng còn ba miếng nữa no đó, thì mình ngưng ngang tại đó. Ngưng ngang tại đó là để chi? Trong ba miếng nữa đó là mình không để quá no. Để rồi quá no mình nói rằng nó mệt, hay là gọi là phát ắc, hay là làm cho cái thân của mình nó mệt mỏi. Mà người ta nói rằng không thể nói có một cái trí tuệ minh mẫn trước một cái cơ thể đau bệnh được. Không có một cái trí tuệ minh mẫn trong một cái cơ thể đau bệnh được. Cho nên cái thân và tâm của mình nó tương tác với nhau. Và thân mà khỏe thì tâm an. Và tâm an thì giúp cho thân an thì tâm an thì giúp cho. Như vậy thì hai cái điều này nó giúp cho mình. Như chúng tôi nói, nhân mà lại có thể là do vật, do tâm lý, có thể là thời tiết, có thể là do nghiệp. Nghiệp là quá khứ, hay là trong hiện tại này chúng ta đánh đập tra khảo, hành hạ những chúng sinh khác, thì cái quả đó là cái quả mà để cho chúng ta sanh lên đời, chúng ta bệnh hoạn triền miên, chúng ta tai nạn triền miên, việc này việc nọ, thì cái việc đó chúng ta cũng không có truy tường được. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta biết là tại sao mà bị như vậy. Là nếu như chúng ta bằng tuổi với người ta mà mình bệnh triền miên, bệnh truyền miên như vậy, thì xem lại trong cái cách sinh hoạt của mình, cả về thể chất chúng ta ăn uống nó có hợp lý hay không, ăn uống có việc tiết độ hay không, hay là những cái thực phẩm mà chúng ta ăn như vậy nó có độc tố hay không. Nếu có độc tố thì chúng ta phải ngưng lại ngay. Rồi chúng ta nạp cái gì dư thừa, giống như là các cái nhà y học thì họ nói rằng, hay là các nhà dinh dưỡng học đó, thì họ nói rằng là một ngày mình phải nạp bao nhiêu calori, cái gì bao nhiêu, cái gì bao nhiêu. Thì cái quán tính của một số người, trong đó có một số người ở của Việt Nam của chúng ta đó, nghĩ ăn no là tốt. Nhưng sự thật ra thì có những cái chúng ta ăn no nó không tốt, mà ăn nó chỉ vừa thôi. Bởi vì người ta chú trọng đến lượng, mà lượng hay là chất. Có những người chú trọng đến lượng, có những người chú trọng đến chất, có những người chú trọng đến chất và lượng. Tức là có nhiều người thì nghĩ ăn no là tốt, có nhiều người nói chỉ ăn là vừa chừng, miễn sao đủ cái chất ở trong đó là được rồi. Và các nhà dinh dưỡng học thì họ nói rằng mình ăn một ngày đó là nạp bao nhiêu cái năng lượng đó, calori đó, để rồi bổ sung cái cơ thể của mình. Thì cái đó mình nói đến cái thể chất của mình thôi. Và khi mà mình dư quá thì cũng không được, dư ra sanh bệnh. Như chúng tôi nhớ rằng hồi nhỏ đó, là mình cầm một cục đường tán để mà mình ăn, ngay nghe rốt rốt, tức là rất là ngon. Trưa nắng như thế này, nhai một cục đường tán, đường ngày xưa đường mía đó mà, làm bằng thủ công thôi, ngay nghe rốt rốt, ngon lành. Bây giờ cái gì mà ngọt ngọt một chút là mình sợ, béo béo một chút một sợ. Như vậy thì mình hiểu rằng cái cơ thể mình có những cái nó đã dư, có những cái nó thiếu. Cho nên là chúng tôi hiểu được một điều đó, là mình học cái giáo lý trung đạo của Đức Phật thì mình mới hiểu là cái gì nó dư chừng thì nó hay, còn cái gì nó quá thiếu cũng không được. Hay là mình nói đến thiên, đến cái khổ hạnh cũng không được, mà mình thiên đến cái lợi dưỡng, tức là quá dư thừa, nó cũng không được. Không được, chỉ là ở một mức độ vừa chừng. Và cái thân này đó, thì mình mượn cái thân này như là một cái chiếc thuyền để mình qua sông. Mình mượn cái thân này để mà mình tu tập trong đời sống hàng ngày, mình quân tập tạo công đức từ ở cái phước báo, những cái phước báo mình ráng cố gắng tu tập và giữ cái sức khỏe cho tốt, để mà mình sống được khỏe mạnh, sống được khỏe mạnh, rồi mình tâm mình được an lạc. Thì cái điều đó là một cái bài học chúng tôi nghĩ rằng nó lợi ích cho chúng ta cả đời. Cả đời, dù là chúng ta ở một cái từng tuổi nào, ở một cái từng tuổi thiếu niên, hay ở một cái từng tuổi trung niên, hay ở một cái từng tuổi lão niên, khéo thích hợp ở trong cái quay nghiêng, trong một cái việc làm học độ, trong cái tâm của mình
giữ cho đừng có để cái phiền não quá nhiều, thì như vậy nó sẽ làm tổn hại cho sức khỏe và làm cho cái tuổi thọ của mình nó giảm đi, sức khỏe mình bị suy kiệt dần do cách là không điều chế. Qua cái bài học hôm nay chúng ta thấy rằng nó rất là bình thường, là ở chỗ là cái chỉ là Đức Phật dạy cho Đức Vua Basena đi về cái cách ăn uống có điều độ, thì mình mới hiểu rằng Đức Phật đã dạy cho mình một cái bài học rất là nhiều lợi lạc, dù là chúng ta ở là một cái vai trò của một cái vị xuất gia hay chúng ta là một cái vai trò của một cái người cư sĩ. Nếu chúng ta có thực hành theo lời dạy của Đức Phật bằng những cách là hoạt động cơ thể, bằng cái điều hòa quay nghi, hoặc là cái ăn uống sinh hoạt hợp lý như vậy, rồi cái tâm của mình đừng để phiền não, rồi cái tâm của mình phải có chánh niệm, thì cái tâm của mình thật sự là khỏe, thật sự là khỏe, giúp cho mình được sống được trường thọ khỏe mạnh. Một người có nội lực mạnh, tức là nội tâm mạnh, có một cái thể chất mạnh nữa, khỏe nữa, thì cái người đó họ sẽ làm được rất là nhiều việc, làm rất được nhiều việc. Trong khi một người bệnh hoạn thì không thể nào có một cái sự minh mẫn, không thể có được một cái sự an ổn. Một khi tâm thân đã bất an, thân đã bất an, thì tâm không để, không thể an tịnh được. Như vậy thì mình học cái bài học hôm nay cũng có nghĩa là cái cách điều độ trong cái suy nghĩ của mình về tâm lý, phải điều độ làm sao có chánh niệm, đừng để cho phiền não dấy lên, bằng cái phương pháp tu tập nội tâm của chính mình. Rồi trong các cái quay nghi về thể chất đó, là trong các cái quay nghi ăn uống đi đứng nằm ngồi rồi làm việc trong cái đời sống hàng ngày, mình phải có điều độ vừa chừng thì nó sẽ giúp lợi lạc cho chúng ta rất nhiều. Chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời qua cái bài học hôm nay. Còn để thời gian còn lại thì Chư Tăng sẽ bàn thảo luận để chúng ta được lợi lạc thêm rất là nhiều trong cái bài học này. Chúng tôi xin được xuống mic. Trước khi dính lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Thưa tòa pháp tịch, thượng tòa Tuệ Quyền ơi, thượng tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tòa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tòa trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tòa Tuệ Quyền, thượng tòa có mặt ở trước máy không? Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông hoan hỷ. Sư Nguyên Thông chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng có một vài cái quan điểm, một vài quan niệm mà cho rằng mình là người tu Phật á, thì mình đừng có mong và mình nghĩ đến, ví dụ trong luật Bảo Vương Tam Muội nói rằng mình nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Và cũng có nhiều vị tu sĩ đó, thì coi vấn đề sức khỏe không là vấn đề quan trọng. Nhưng mà rồi chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy như bài kinh hôm nay thì Đức Phật cũng dạy là cái phép mà chúng ta giữ cái thân được khỏe. Thì sư Thông hãy cho biết cảm nhận của sư Thông khi đọc kinh điển của Phật giáo đó, là Đức Phật ngài có dạy chúng ta nên quan tâm đến sức khỏe không? Sư Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Kính thưa Sư Phụ, Thế Tôn đã dạy rằng cái cơ thể của chúng ta đó, thì Ngài nói rằng hễ ai mà được sanh ra thì cái thân thể đó sẽ bị tiêu hủy.
ngay cả những người mà chứng quả A-la-hán là cao nhất được cái giờ giờ đó, đó, thì đến một cái ngày nào, giờ nào đó thì cái thân xác bằng xương bằng thịt nó cũng phải tiêu hủy thôi. Vì vậy cho nên cái điều mà cần thiết cho chúng ta ở đây á, là chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta phải hiểu cái giáo lý mà Thế Tôn đã giảng giải cho chúng ta. Và vì nếu mà chúng ta học mà suy tư rồi hiểu được cái giáo pháp, cái cốt lõi của giáo pháp đó, thì là chúng ta sẽ đạt được những điều mà Ngài đã đạt được. Tức là không phải là có thể giữ cái thân này, không phải vậy, nhưng mà cái tâm của chúng ta đã được giải thoát, không có bị ràng buộc bởi những cái thế giới mà hữu vi, tức là thế giới trần gian này đó. Cái điều đó là cái điều quan trọng cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không có hiểu biết, không có thâm nhập vào giáo pháp của Thế Tôn thì chúng ta là cái người mê mờ. Trừ phi chúng ta là lắng nghe lời mà Thế Tôn giảng dạy giờ đây đó, mặc dù là đã qua 565 năm, nhưng mà cái giáo pháp của Thế Tôn còn ở đó. Chúng ta được đã trùng tuyên lại, để giảng nghĩa lại, thì chúng ta hành theo thì chúng ta vẫn đạt được những cái điều mà Thế Tôn đã giảng giải cho chúng ta. Cái điều mà chúng ta phải biết rằng Thế Tôn là một người đã tu hành 20 A Tăng tỷ kiếp và 100 ngàn đại đất, với những cái công lực như vậy đó, thì cái sự hiểu biết của Ngài thì vượt khỏi cái mức mà tưởng tượng được của những chúng sanh vô minh như chúng ta. Vì vậy cho nên những điều mà Ngài nói, Ngài giảng giải là chúng ta phải tuyệt đối tin theo. Ai nói thì chúng ta có thể không tin, nhưng mà những bậc A-la-hán, những bậc mà nhất là những bậc chánh biến tri nói là chúng ta phải tin theo, là bởi vì cái trí tuệ của người đó, của những người mà đắc được A-la-hán, đắc như là người vị Phật toàn giác đó, thì những người đó là những người có cái lòng từ bi vô lượng. Cái sự mà có mặt của Ngài trên trần gian này là để giúp đỡ các chúng sanh, vì đó là cái nguyện của Ngài. Nhờ có cái nguyện đó và sau một thời gian nào đó thì Ngài đã tu tập thì đã thành tựu như vậy. Thì Ngài là cái người mà chúng ta có thể đặt tin tưởng và kính lễ và tôn trọng. Ngài tôn trọng giáo pháp và tôn trọng đệ tử Ngài, thì đó là cái nhiệm vụ của những người có mặt trong đạo tràng này đã đi theo. Và con nghĩ rằng đó là cái điều mà chúng ta phải tin, phải hiểu. Và may mắn thay là chúng ta đã, con nghĩ là tất cả chúng ta ở đây đều có một cái nhìn nhận vậy, cái hiểu như vậy. Và vì vậy cho nên hằng ngày chúng ta đều có mặt trong này để mà học tập, nghe những lời dạy của Ngài để mà làm theo. Thì hy vọng một ngày nào đó, một cái kiếp sống nào trong tương lai đó, chúng ta sẽ gặp lại một vị chánh biên tri đó, và nhờ vậy chúng ta có đầy đủ những cái ba la mật để mà gặp Ngài. Ngài sẽ chỉ vào cái chỗ mà chúng ta thiếu sót đó, thì chúng ta có thể là giác ngộ được. Bởi vì trong cái quá khứ đó, chúng ta đã thấy rằng mỗi khi mà Đức Phật giảng dạy thì có bao nhiêu người đều giác ngộ. Tại vì những người đó không phải là gặp Đức Phật đến một lần đó, nhưng mà đã nhiều đời, nhiều kiếp để gặp những Đức Phật trước và đã tu hành. Cũng như là chúng ta bây giờ đang học tập giáo pháp của Đức Phật, rồi đến một ngày nào đó thì cái sự hiểu biết của chúng ta tròn đầy đủ, những cái parami là cái ba la mật mà chúng ta đã đầy đủ rồi, thì khi mà gặp một Đức Phật để sau này thì chúng ta có thể là thành tựu đạo quả. Vì vậy cho nên trong cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, khi mà Ngài vừa giác ngộ đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà Ngài bỏ ra 7 ngày để ôn lại những cái giáo pháp Ngài đã chứng ngộ, giác ngộ, thì Ngài mới thấy rằng cái giáo pháp này rất khó nói. Mà dầu có nói thì cũng khó nghe, mà dầu mà có nghe cũng khó hiểu, dầu có khó hiểu mà khó chứng khó đắc. Cho nên Ngài đã có mơ ước là muốn là niết bàn ở đó luôn. Nhưng mà chúng ta trên cõi Phạm Thiên có Ngài Sambhuti đã hiểu biết được như vậy mà bay xuống, mà đảnh lễ Ngài.
mới nói rằng cái thưa Thế Tôn, chúng sanh có những người mà trong con mắt họ có ít bụi, xin Thế Tôn hãy giảng dạy những người đó sẽ hiểu được. Thì Đức Phật lúc đó mới dùng Phật nhãn của mình mà coi coi chúng trong thế gian này có những người đó hay không. Và Ngài mà im lặng nhận lời. Vì vậy cho nên cái giáo pháp mà chúng ta đang học đây đó là không phải một giáo pháp mà dễ dàng nghe, mà dễ dàng hiểu, dễ dàng chứng đắc. Chúng ta phải trì trí để mà học hỏi. Mà sau khi học hỏi, hiểu được rồi, thâm nhập rồi, rồi lần lần chúng ta sẽ tu hành và sẽ thành tựu. Thì đó là những điều mà con đã đọc qua và cũng học hỏi trong room này. Đó là những điều mà may mắn cho chúng ta. Và chúng ta hãy trì trí sống trong thời gian này. Thân hành khẩu hành của chúng ta khi mà khởi lên phải là vô tham, vô sân, vô si. Và nếu được như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu những điều mà chúng ta sống trong trần gian này để học hỏi giáo pháp của Thế Tôn và có thể được hạnh phúc trong trần gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là những lời hiểu biết của con và con xin trình bày như vậy. Mong sư phụ trở lại mai và để giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đủ, chưa đúng. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Con xin trao mai được cho sư phụ. Sa thủ cái trường sư huy thông, thưa tòa tư quyền, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa đang ở trước máy, dạ. Thưa tòa tư quyền, ở đây chúng ta cảm thấy rằng vua Ba Xê nói đi được cái lời lạc trực tiếp khi mà Đức Phật hướng dẫn về cách giữ sức khỏe tốt bằng cách là giảm thiểu ăn uống. Và giờ vua đặc biệt cảm kích và đặc biệt là cảm nhận cái lòng bi mẫn của Đức Phật. Nhưng mà với chúng ta không gặp được Đức Phật trực tiếp, sanh sau khi Đức Phật hơn 25 thế kỷ, thì là một vị tu sĩ thiền tọa có cách nào cảm nhận được cái lòng bi mẫn vô lượng của Đức Phật đối với tất cả chúng ta hôm nay không? Xin kính thỉnh thiền tọa tự nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ chúng được nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng con có lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Chất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Đức Sư Nguyên Thông cùng chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, nói đến cái tấm lòng đại bi của Đức Phật thì vô vàn. Từ cái có thể nói rằng ở trong cả nói đến tất cả chúng sinh luôn, từ đối với các vị thánh đệ tử đương thời cho đến hậu thế và cho đến tất cả chúng sinh, ngay cả một món ăn thừa này các thầy tỳ kheo, các ngươi có thể bỏ ra với ý nghĩ cho những chúng sinh những hạt cơm thừa này cũng vô lượng công đức. Và với thân thể bệnh hoạn, Đức Phật này cũng vẫn tế độ những người hữu duyên với chính Ngài vào phút cuối. Và lành thay, đối với những chúng sinh, ai có tâm, ai có cái thiện, ý niệm thiện, mà thành thiện, suy nghĩ thiện, hoặc nói lời nói thiện, theo lời khuyên của Ngài, thì đó cũng là một điều tốt đẹp. Họ có thể làm việc phước, như bố thí, để sanh về cõi trời, sanh về cõi người, để được nhàn cảnh. Họ có thể tiến tu, từng chúng ta gọi là như là từng cái từng khả năng và từng tự pháp theo từng cơ năng của mỗi người. Khi chúng ta nhìn thấy ai đi đến đối với pháp Phật thì người ấy cũng nhận được những điều tốt đẹp, ít nhất cũng còn những thiện tâm. Người ta có thể kính xá, người ta có thể kính lễ một chút xíu, mà đó cũng là một điều tốt đẹp. Ngay cả chúng ta thấy sức khỏe, ở đây chúng ta đừng có cho rằng Đức Phật nói khó kệ, cứ tu hành đi, mặc cho cái thể xác này nó sao cũng được, chân cứ nguyện mình tu rồi chết cũng được. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hiểu sai lời Phật. Ngay cả từ vua cho tới thần dân, tất cả những người phải có một sức khỏe, cảm thọ nó phải quân bình, hay là sống trên tinh thần trung đạo. Ăn cũng không được mà quá đói cũng không được. Như chúng ta thấy nhiều lần
các thầy tỷ kheo vào những cái lúc mà sát cái giờ để thọ thực, khi đi đến gặp Phật, Phật này kia phải đi tìm thực Phật thực những món ăn còn lại cho những vị này để ăn, không thể nào mà cái đói mà ngồi mà có thể nghe pháp, có thể mà ngồi yên được. Còn những người mà có đầy đủ như vua chúa quan quyền thì Đức Phật ngài dạy có người khi ăn có tiết độ, ăn ít cảm à, khi ăn có tiết độ mà ăn ít cảm thọ thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài, hay là à, coi như là à, coi như là chậm lão quá vậy đó, thì cái lời mà thượng tọa đã hiểu đúng là đó, à, tức là khi ăn biết tiết độ, con người thường chánh niệm, khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Ở đây có nghĩa rằng Đức Phật ngài dạy nó cũng vừa chừng, ăn uống cũng vừa chừng, chứ không phải là chúng ta thấy đó chính là cái lòng bi mẫn của Đức Phật để ngài ngăn ngừa cái bệnh hoạn, và cũng là để cho những người đệ tử không phải đói khát, chứ không phải tu mà đói quá, đói quá tu sao được, có thực mới vượt được đạo. Đây là sự thật. Và chúng ta thấy cái lòng bi mẫn của chính ngài nó vô lượng vô lượng. Có thể nói ngày hôm nay Chư Tăng được những miếng cơm manh áo vào những thời buổi khó khăn nhất, vào những thời buổi mà khổ đau nhất. Trên thế giới này chưa có một người tu nào mà chết đói bao giờ cả. Cái đó là phước của Phật đó, chứ ngài để lại, ân đức của ngài để lại đấy. Và cái gì cái, người ta nói một câu như thế này chúng ta thấy cũng vô lượng rồi. Không nể trụ trì thì cũng kiêng Phật tổ. Chúng vào chùa, có một số người, người ta sổ sàng, người ta như thế này thế nọ. Người ta phải biết rằng là không nể trụ trì thì cũng kiêng Phật tổ. Mình không thích sư, thích thầy đó. Mình không những điều, mà cũng phải nghĩ rằng, dầu gì, nơi đây cũng là tôn tượng của Phật. Nơi đây cũng là Tịnh Thất Già Lam chùa chiền, vân vân. Thì kính thưa quý vị, ở đó có nghĩa rằng ngài để lại từ cái kim thân, pháp thân, báo thân cho tất cả chúng ta một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp. May mắn cho tất cả những ai có hữu duyên được nghe, được phát khởi niềm tin. Và từ độ khác khởi niềm tin này, chúng ta mới làm lành lánh ác, chúng ta mới tạo nhiều cái thiện sự được. Mà từ chỗ đó, từ cái nhân lành quả lành này, nó kết tụ đạo tràng trong tương lai cho chính chúng ta. Và cũng từ những cái lời nghe kinh văn, những cái lời Phật dạy như vậy, như là một cái sự thấm nhuần, từng bước rồi chúng ta hiểu. Từng bước rồi chúng ta mới nó mưa dầm thấm đất. Chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy rất là nhiều lý pháp để tu tập. Nhưng ở đó nếu hiểu thì nó có một trật tự thứ lớp vô cùng bài bản. Tại chúng ta không chịu ngồi tu, chúng ta không chịu quay về. Cho nên chúng ta mới cảm thấy là nó quá là chúng ta không biết chỗ mà đụng mà rờ mà nắm. Sự thật ra một người tâm là được, có cái tâm đây là cái gì, bây giờ họ chưa hiểu biết thì nhiều bảo họ phải có cái niềm tin, thì thứ nhất là bố thí, giữ gìn giới luật, tiến tu là họ biết ngồi thiền, họ có thể ngồi xuống thở ra thở vô, hay là tu theo thiền chỉ hoặc thiền quán vân vân, hay hoặc là những cái lý pháp mà rất là nhẹ nhàng, hãy gìn giữ tâm, hãy cột trói tâm. Hồi xưa có một vị thầy tỳ kheo đó, lớn tuổi sinh hoàng tục, thấy giới lực nó nhiều quá, mới thọ trì không nổi, nó xin Phật thu hoàng tục, con thấy nhiều quá con gánh không nổi, làm không xong. Thì Đức Phật nói thôi được rồi, ta không cho ngươi cái yêu cầu ngươi phải giữ gìn giới lực gì nhiều, bây giờ nhưng cứ ngươi cứ nhìn vào cái tâm của ngươi cho nó được trong sạch, cho nó được tốt đẹp, đừng có để tâm nó tham ác, sân ác, tà kiến ác. Chúng ta thấy
những cái lời khuyên của chính Ngài. Tuy rất là nhiều bệ pháp, cũng như là biện pháp nó mênh mông và thâm sâu, nhưng những lời dạy của chính Ngài, Ngài gục lại cho chúng ta tất cả nội chiếu, chúng ta biết làm cái gì làm. Chúng ta thương Phật không biết. Nhiều khi á, chúng ta quý vị, chúng ta yêu thương người nhiều lắm, yêu thương cha, yêu thương mẹ, yêu thương chồng, yêu thương con, yêu thương tất cả mọi người, nhưng chúng ta không biết yêu Phật. Cái chữ yêu này cả hai hình thái, ý niệm tích cực và ý niệm tiêu cực, cả hai chúng ta cũng không có cái nào. Coi chừng là như vậy, chúng ta dám nguyện một lòng để kính thương Phật, để dám cúng dường tinh thần thể xác này cho Phật không? Đây là một điều mà đòi hỏi tất cả chúng ta. Nếu như mình thử mình suy nghĩ coi, bây giờ cắt một giọt máu để cúng Phật, có dám cầm lên không? Bây giờ chúng ta nói thì được á, nhưng điều mà chúng ta hùng tâm dũng khí chúng ta nói được, hay là chúng ta khẩn liền cắt một cái tay? Ngày xưa các vị Bồ Tát sẵn sàng trải thân, coi như là chết cũng tạo thành pháp độ mà. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ xin một miếng máu thôi, mà chúng ta nhiều khi dĩ nhiên cũng có nhiều người hùng tâm đại lực, nhưng chúng ta phải có hùng tâm đại lực như vậy đó thì chúng ta mới theo được Ngài, chúng ta mới gần kề Ngài được. Chứ còn mà khi vui thì mình nghe, thì khi buồn mình bỏ trôi qua, hay hoặc là khi mình thích thì mình đi, còn không thích mình mà khi mình thích mình làm, không thích coi như là như chưa hề quen nhau. Phật dạy tu, tu ở trong tâm thôi, chứ không cần phải chùa chiền điện Phật gì. Nói như vậy thì những người đó không biết kính Phật, người đó không biết thương Phật. Phật không phải ở trong lòng của vị, Phật ở trong lòng tôi. Trong lòng tôi cái gì? Cái đó là những người không hiểu biết. Tại vì ở cái nơi đó, nơi già lam đó, mà cái bên Bắc truyền gọi là nhà của Như Lai đó, thì tạm gọi như cái chùa. Chúng ta nói về cái hình thức đi, chứ đừng có nói về cái tâm tu, cái tính của pháp thân của Ngài nó cao cả. Mà giờ chúng ta nói về cái máu thân bình thường, thì đó là cái hiện hữu đó, đó là chùa chiền và tượng. Chúng ta đến chúng ta có lễ, chúng ta đến chúng ta mới lễ lại, chúng ta tới chúng ta mới khởi sanh những thiện tâm, chứ hoàn toàn như chưa hề quen nhau, không biết gì hết trơn. Có một số Phật tử chết á, nghĩ rằng mai mốt chết ba cha mẹ chết đó, đem rải xong cho nó khỏe, không có ai lo chăm sóc cái gì. Chúng tôi thấy cái điều này nó có đúng không? Có đúng là những người cha người mẹ đó không có để là cái sự kế thừa, ít nhất cứ để ở chùa đi, cái hình cái cốt cũng được, kêu nó đem chùa để làm chi, để nó có nguyên cớ nó mới tới chùa, chứ bảo đảm giờ nó lăn trôi sanh tử coi như kệ cha mẹ cũng chẳng biết quê hương là chốn nơi nào, tôi kệ cho qua luôn. Đấy là một thiện tâm. Chúng ta phải biết đó là một tinh thần chúng ta thành, bởi để nó bước tới chùa nó mới thấy được cái hình ảnh của Phật, nó thấy được hình ảnh của chùa thì nó cũng có cái động tâm khởi lên. Đây là chư Phật tử cũng lưu ý cái điều đó. Chứ cái diễm như nó thôi, chết rồi coi như rồi trở về tứ đại đến thước lửa gió rồi thì thôi coi như đổ bỏ sông bỏ biển đi, thì hay hoặc là bỏ phất đại chỗ nào đó. Chúng ta nói như vậy thì trên cái tinh thần mà không có chấp ngã thì hoàn toàn thì nó rất là đúng. Nhưng điều mà phải để lại là chấp ngã, mà chẳng qua tức là những người sau của chúng ta, những cái nợ trần ai của chúng ta, nó còn có cái gọi là ít nhất cũng trong 5-10 người đó cũng có một người đi tới chứ. Bởi vì không ai đi tới thì có một lúc nào đó nó hồi đầu đi tới, vân vân, thì cái đó cũng là nó tới, nó thắp nhang cho cha cho mẹ thì nó cũng thấy, nhìn thấy Phật, nó cũng tưởng niệm, nó cũng gật đầu, nó gặp sư gặp thầy, nó cũng biết cúi đầu, cũng là mô Phật, cũng là những hành những cái thiện sự tốt đẹp. Đây là chúng ta lưu ý, chứ không phải vô đó đóng tiền đóng của gì đâu mà lo. Dạ, chùa chiền đâu cũng phải nói là chùa nào mà ra giá ra điều thì cái điều đó nó hơi kỳ vậy đó. Chứ còn tinh thần thì chùa chiền người ta gửi linh gửi cốt thì nó là một chuyện bình thường. Dạ, thì kính thưa quý vị, nó nhiều thứ lắm. Thì nếu mà nói về chủ đề mà kính thương Phật á, và kính thương Phật á, khi mà chúng ta thực hành
theo lời dạy của chính Ngài, thì chúng ta mới thấy được rằng quả nhiên không có một chuyện đơn giản. Những lời dạy của chính Ngài là những sự kinh nghiệm, làm những cái sự tự thân của chính Ngài kinh qua một cách thật sự. Khi chúng ta thấy, bây giờ chúng ta, thí dụ bây giờ quý vị đang bực bội, quý vị đang có những cái chuyện buồn phiền trong lòng đi, mất mát những gì trong tầm tay của mình, hay là người thân của chúng ta ra đi, Đức Phật nói các pháp nó vô thường, quả nhiên Phật dạy đúng. Và thương phải xa, rồi phải ghét phải gần. Đây là một việc đó là như thế. Rồi nếu chúng ta nóng giận thì tự mình hại mình, chứ không có ai hại cứ gì hết trơn mà. Chúng ta thù oán để làm gì? Sống bao lâu mà hận thù, oán trái mãi. Hận thù, diệt hận thù đời này không thể có, mà chỉ có cái sự từ bi hay là cái sự buông bỏ, cái sự kham nhẫn, cái sự chịu đựng. Hay chúng ta cảm thọ khổ, thì Đức Phật Ngài dạy, à cái nghiệp của mình, à mình quán suy về nhân quả, quán về nhân quả, quán về vô thường, quán về tam tướng. Bao nhiêu đó chúng ta thấy nghiệm ra Đức Phật Ngài, Ngài cho chúng ta một cái phương đơn diệu dược. Mà những cái này á, ở những cái nơi bệnh viện nó không, hoặc là y học, y khoa nó không giải quyết được cái này cho chúng ta được. Khi chúng ta buồn quá không thể làm cho chúng ta vui được. Khi chúng ta nặng trĩu khổ đau thì nó cũng thế nào mà nó giải quyết cho chúng ta được. Mà chỉ có Pháp Phật, à, chúng ta biết rồi, người thân, người thương của chúng ta đã đi. Chứ còn nếu mà chấp thủ thì quý vị biết càng đau khổ luôn. Khi hình bóng đã mất rồi, khi những gì mà chúng ta thân thương triều mến đã mất, bao nhiêu đó thôi kính thưa quý vị, để chúng ta cảm thấy rằng Phật Ngài quá tuyệt vời rồi. Bao nhiêu 25 thế kỷ qua mà Đức Phật Ngài đã diệt độ, những điều có thể Ngài đã để lại cho chúng ta vô vàng cái điều mà tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Mà nếu như chúng ta có một cái, có chịu khó nghe, chịu khó suy ngẫm và chịu khó thực hành ít nhiều thì chúng ta cũng được lợi lạc. Quả thật như vậy, ít nhiều cũng được lợi lạc. Và chính đây chính là cái đức tính mà bi đức của đời để lại cho, mà Đức Phật để lại cho đời. Cái tịnh đức, cái trí đức thì vô biên rồi, nhưng ở đây cái bi đức của Phật là khắp cùng pháp giới chúng sinh, từ coi như là chúng sinh lớn nhỏ, là chúng sinh coi là ba giới bốn loài đều được Đức Phật Ngài ân triêm phước lành ban rải đều hết cho những người đó. Mà với những ai có tâm, những ai có cái hiểu biết, đều được Đức Phật Ngài tiếp độ. Do đó dầu cho đó là kẻ thù, dầu cho đó cái người như là Angulimala, như Đề Bà Đạt Đa, hay là nhiều cái du sĩ ngoại đạo mắng nhiếc chửi rủa Ngài, nhưng Ngài cũng bằng những cái sự từ tâm để quá độ, để tiếp dẫn. Họ bỏ xa, họ bỏ đi những cái ác kiến, bỏ đi những cái hiểu sai, cái lời nói sai và hành động sai đối với Phật, không mang một tư tưởng dành biệt riêng cho ai cả, mà nó khắp cùng pháp giới tất cả chúng sinh. Đấy mới gọi là một đấng toàn giác, có thể nói là từ bi vô lượng với tất cả chúng sinh. Và chính chúng ta, chỉ có chúng ta thôi, chúng ta mới không có thấy được, do cái sự ngu si của chính mình, và chúng ta mới không thấy được cái ân đức của chính Ngài. Chứ quả thực không thể dễ dàng có một cái điều tốt đẹp. Chúng ta biết thường thường chúng ta nhớ, khi chúng ta nhớ tới Phật lạ lắm, ở trong cuộc đời này lạ lắm, đời đau khổ mới nhớ tới Phật thôi. Phật Ngài còn không cảm thấy phiền nữa, Ngài cũng không thấy, không trách tốt chúng ta cái điều đó gì trơn. Nói thật sự chúng ta, quý vị biết Phật Ngài cũng có trách chúng ta nữa. Tại sao ngươi đầy đủ có nhớ tới Phật không? Không. Mà đến khi đau khổ mới nhớ tới Phật, hoặc là sợ hãi gì đó mới cái niệm Phật. Chứ bình thường mình vui, mình hạnh phúc đâu có nhớ tới Phật, mà đau khổ mới nhớ tới Phật. Nên thì cũng bình thường. Phật cái đó, cái ân đức chúng tôi nói trên cái tâm tính của con người đó. Như Đức Phật Ngài là một bậc đại sư, một bậc toàn tri toàn giác. Ngài có một tấm lòng
cao cả, phải nói rằng bởi vậy cho nên Sattha Deva Manusa Năng là như thế, thầy cả của chư thiên và nhân loại. Nó không thể đó ai trong tam giới này mà có thể so sánh bằng. Trong tam giới này không ai có thể có cái tấm lòng từ bi vô lượng vô biên. Trong những đương thời của Ngài cũng vậy, và sau đó để lại cái phúc cao cả. Và đó cũng là chính là, đó cũng chính là cái tâm nguyện, tâm niệm mà chính Đức Phật Ngài từ khi là Bồ Tát, vì muốn, vì thương chúng sinh, chúng ta nhớ rõ, vì thương chúng sinh mà Ngài mới thực hành những pháp độ. Những cái gì khó làm, không thể làm, Ngài làm được. Móc tim ra cho vợ, bố thí vợ, bố thí con, bố thí vàng, những gì có được, bố thí hết, cho hết, cho những điều khó cho, làm những điều khó làm. Để làm gì vậy? Để thành tựu quả vô thượng bồ đề, để dẫn dắt chúng sinh từ bờ mê đến bến giác. Bởi vì chúng sinh quả là khủng khiếp. Từ cõi mê, từ bờ mê, sinh ra trong cuộc đời chỉ có hại nhau, mạnh được yếu thua, rắn tìm như là rắn tìm ếch nhái thôi. Và chính vì cái tinh thần này, Đức Phật Ngài thấy như vậy, biết như vậy, và Ngài mới dạy cho tất cả chúng ta. Thì kính bạch Thượng Tọa, đây chính là cái những gì mà con suy nghĩ rằng dầu 25 thế kỷ đi qua, và cho tới ngày mà giáo pháp của Đức Phật Thích Ca có chấm dứt, những lời dạy của Ngài, cái đức tính từ bi trí tuệ vô ngã vị tha của Đức Phật mãi mãi sáng ngời cho tất cả chúng, cho những người có tâm cầu, có tâm tu và thành tựu với những gì mà Ngài mong muốn nhất. Và đây chính là ý của con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính công thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Tài ạ. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân còn trước máy, xin Thượng Tọa trả lời câu thảo luận tiếp theo. Thì Pháp Tân, thường thường chúng ta hiểu chánh niệm đó. Có nhiều người hiểu chánh niệm tức là tu tập thiền quán, như là mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và ở đây đó thì Đức Phật Ngài dạy cái người có chánh niệm đó, thì biết là thế nào là vừa đủ trong sự ăn uống. Thì theo Thượng Tọa Pháp Tân nghĩ đó, cái chữ chánh niệm hay là chữ, ở trong Phật Pháp đó, có thể chúng ta hiểu rộng như trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta biết cái gì vừa chừng, chúng ta có ý thức cái gì mình đang làm, mặc dù chúng ta không tu thiền, nhưng mà giống như mua ba tư nè, có ý thức về sự ăn uống điều độ của cũng gọi là chánh niệm. Thì chúng ta sẽ hiểu chánh niệm rộng như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng là chánh niệm thì là một trong những cái phương pháp mà mình biết cái gì ở trong đời sống hàng ngày, nó cũng là một cái chánh niệm. Thường là người ta nói rằng, có khi người ta nói rằng chánh niệm là để dành khi nào mà mình tu thiền. Quán cần có niệm, nhưng rằng cái chánh niệm mà mình biết, chánh niệm đi đâu với cái tỉnh giác mà mình biết với lại những cái gì thích đáng ở trong cái đời sống. Giống như một người mà mình làm cái việc đó thì mình biết mình đang làm cái việc đó. Cái việc này nó nên làm hay là không nên làm,
cái người mà không có chánh niệm là khi mà họ nghĩ như thế nào thì họ làm liền, chứ họ không cần phải nghĩ nhiều, không cần phải nghĩ nhiều. Vì vậy đó, có khi là cái làm, cái việc làm của họ đó, qua cái suy nghĩ của họ, cái việc làm hoặc là lời nói của họ, nó không có một cái sự chu đáo ở trong cái suy nghĩ, và do vậy đó thì họ dễ đưa cái sự phiền muộn ở trong lòng, hoặc là nhiều khi họ làm cái việc đó qua cái hành động của người đó thì đưa đến cái thất bại, hoặc là đưa đến cái hậu quả mà rất là xấu do cái thất niệm đó, do cái thất niệm đó. Cho nên con nghĩ rằng trong cái đời sống hàng ngày đó thì mình chánh niệm tỉnh giác không phải nhất thiết là mình phải là người phải đi chuyên sâu về thiền. Nếu mà niệm theo cái nghĩa rộng thì cái quan trọng là nhiều khi là mình nghĩ như vậy thì mình làm nghĩ như vậy, chứ mình không cần phải có một cái sự chu đáo ở trong cái sự nghĩ của mình, sự khéo suy nghĩ của mình, hoặc là mình nghĩ cho tường tận thì ít có khi như vậy. Cho nên con nghĩ rằng nếu như mà đời sống hàng ngày, cái quan trọng là khi nói năng mình biết cái mình nói cái đó nó có như thế nào, hậu quả ra sao, hoặc là mình nói nên nói như thế nào, thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng là giúp cho cái đời sống mình nó được an lạc, được an lạc. Thì hoặc là mình hành động cái gì đó, mình có một cái sự biết rõ như vậy, biết rõ cái hành động của mình, cái việc làm của mình trước khi mình làm, hoặc là trong khi mình làm, hoặc là những cái điều trong đời sống hàng ngày, thì cái đó cũng là một trong những nguyên nhân giúp ích cho cái đời sống tu tập của mình rất là nhiều. Còn một người mà hành thiền đó, thì cái việc đó nó lại là đi chánh niệm tỉnh giác, lại là đi vào một cái chuyên sâu hơn, sâu hơn trong từng cái cái hơi thở, từng cái khoảnh khắc ngắn nhất trong bài nghi, trong mỗi tiểu quế đại, trong cái hơi thở, trong cái cảm thọ của một, hoặc là tâm của mình, có nghĩa là đi về chuyên sâu, sự chánh giúp ích cái đời hiện tại được. Còn trong đời sống hàng ngày có cần làm cái gì đó thì biết cái như thế nào, quả như làm như vậy thì nó nói năng, hay là mình có nghĩ rằng nói kích có cái thông tin Việt Nam đem đến một người khổ đó của các con, một người mà biết rõ trong cái mỗi cái hành vi của mình. Nhiều khi mình làm trong cái quán tính, nói năng trong cái quán tính là cái gì đó nó vốn là thoáng qua cái là mình nói năng liền, hay là thoáng qua là mình hành động liền, cho nên là ít khi mà mình nhận ra những cái điều đó, nhận ra những điều đó. Nhưng mà một người có chánh niệm tỉnh giác thì trong đời sống hàng ngày, con nghĩ rằng họ rất là cẩn thận, rất là trầm tĩnh trong cái sự cẩn thận nói năng,
suy nghĩ hoặc là hành động. Rồi nhờ cái chánh niệm tỉnh giác đó mà một người hành giả tu thiền quán chẳng hạn, thì con nghĩ rằng cái lĩnh vực mà nói chánh niệm tỉnh giác trên phương diện mà thiền quán của một cái người hành thiền đó, thì lại là đi chuyên sâu hơn. Như vậy thì mình hiểu trong cái nghĩa rộng chánh niệm tỉnh giác á, nó giúp cho mình trong cái đời sống hàng ngày. Qua cái bài học hôm nay thì thấy rằng là giúp cho cái nội tâm mình, nếu như một người có chánh niệm thì giúp cho cái nội tâm mình được an lạc. Rồi nhờ đó mà trong cái tiết độ, trong vật thực, trong các hoạt động quay nghi, hay là trong cái tâm của mình không có có bớt đi cái sự sầu muộn hoặc là tham lam thái quá đó, thì con nghĩ rằng cái đó nó giúp ích cho rất nhiều trong cái sự tu tập của mình. Thì nếu như mình hiểu trong cái nghĩa rộng thì chánh niệm nó có giá trị lợi ích rất là nhiều, cả ở trên phương diện tu thiền quán hay hoặc là trong đời sống hàng ngày. Nếu như một người áp dụng theo cái lời dạy trong mọi trường hợp, trong mọi cái hoàn cảnh, thì đều có cái sự lợi lạc đó. Con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sau khi trình Thượng Tọa Pháp Tăng, thưa quý vị, nhân lời phát biểu của Chư Tăng, chúng tôi muốn tiếp theo lời của quý ngài để chia sẻ thêm đôi điều. Là chúng ta đọc vào trong kinh điển Phật Pháp đó, thì rất là dễ dàng để chúng ta nhận ra một điều là ở trong mọi trường hợp khi mà Đức Phật ngài hướng dẫn tập đó, thì ngài hay nhấn mạnh đến cái sự lành mạnh của thân và tâm. Sự lành mạnh của tâm đó là ưu tiên số một. Rồi từ sự lành mạnh của tâm, ngài cũng nói sự lành mạnh của thân. Như chúng ta biết rằng giáo lý của Đức Phật là giáo lý trung đạo, và Đức Phật ngài không có lên án về cái việc mà chúng ta có sức khỏe tốt của thân, mà thậm chí ngài còn nói rằng sức khỏe tốt đó là một trong những cái điểm lợi lạc vô bệnh đó, là cái lợi tối thượng. Và ngài cũng dạy rằng một vị tỳ kheo đó, mà có sức khỏe tốt đó, thì cũng như là một vị tỳ kheo được, có thể được xem là một ở trong những cái lợi điểm mà mình có được. Dĩ nhiên Đức Phật ngài không có dạy chúng ta là mình đi tu rồi mình phải dùng hết sức tất cả những điều kiện gì mình có đó, để chăm sóc thật tốt cho thân của mình. Một vị tỳ kheo đi xuất gia thì không có điều kiện như người cư sĩ được. Và nếu chúng ta đi quá xa, thí dụ lúc nào cũng tìm những cái thuốc bổ nhất, những cái thứ tốt nhất cho sức khỏe, thì cái đó nó quá đi. Vì dù sao là một vị tu sĩ. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng khuyên một số những cái cách khỏe tốt trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như chúng ta đọc vào trong Tạng Luật, Đức Phật dạy chúng ta nên, các vị tỳ kheo nên giữ răng cho sạch, để ăn cơm cho ngon và để dễ tiêu hóa. Tiêu hóa rồi Đức Phật ngài cũng dạy một vị tỳ kheo nên đi kinh hành sau khi ăn để giữ sức khỏe được tốt. Ngài cũng dạy vị tỳ kheo nên sống một cách sạch sẽ, vệ sinh cá nhân tối thiểu, vân vân. Thì chúng ta đọc rất là nhiều, thậm chí ngài còn dạy những cái lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng và cũng liên quan đến sức khỏe. Ở đây thì chúng ta nên hiểu là Đức Phật ngài dạy chúng ta những gì rất là thực tiễn trong đời sống. Và điều thực tiễn là làm sao cho thân tâm được lành mạnh. Sự lành mạnh của tâm dĩ nhiên đó là một cái ưu tiên hàng đầu. Lấy một ví dụ như là dù mình đưa ra một cái sự việc như thế nào, chúng tôi lấy ví dụ như là
một vị sư A với sư B là bất hòa với nhau. Nhiều khi đối với chúng ta điều quan trọng là vị sư A đúng hay vị sư B đúng. Nhưng mà trong cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta thấy đó, là điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai trong lúc đó, mà là cái tâm của người nào được giữ ở cái mức độ không có phiền não, cái không có nặng nề, và cái tâm nó lành mạnh thì ngài lại nói thêm điều nữa là cái thân lành mạnh nó cũng lợi lạc, nhưng mà cái ưu tiên vẫn là cái tâm được lành mạnh. Không hiểu được điều này đôi khi chúng ta giải thích nó hơi quá, dạ hơi quá về một phương diện gì đó. Thí dụ như là chúng ta giải thích nhiều lúc chúng tôi ở gần chùa các vị tu sĩ, các vị nói rằng Đức Phật ngài đâu có dạy chúng ta phải lo thân đâu, cái thân cũng nó cũng vô thường, thân tứ đại rồi giả hợp bình thường. Mình nói như vậy là mình xưng đạt Đức Phật. Đức Phật ngài cũng dạy chúng ta nên chăm sóc tốt ở trong điều kiện có thể được, dạ trong điều kiện có thể được. Cũng giống như là Đức Phật ngài khuyên người chồng nên thỉnh thoảng có điều kiện mua trang sức cho vợ. Không phải là Đức Phật ngài dạy rằng người chồng phải làm mọi làm tôi để mua hột xoàn kim cương cho người vợ, phải vậy. Nhưng mà ở trong những cái chi tiêu trong gia đình đó, thì nên xem cái chuyện mua trang sức cho người vợ là một điều nên có ở trong phần nó quan trọng, để cho người vợ thấy rằng người chồng vẫn trân trọng và thương yêu người vợ. Thì đối với Đức Phật dạy như vậy. Thì chúng ta nên hiểu, nếu mà chúng ta hiểu không có tới đó, thì chúng ta hãy có một cái hiểu tương đối là cực đoan. Dạ. Nếu chúng ta không hiểu tới đó, thì chúng ta hãy lệch về bên này bên kia. Không phải là Đức Phật ngài khuyên là mình đi tu rồi, người cư sĩ hoặc là bị cực khổ còn họ cúng tiền cho mình rồi mình đi lo, mình ăn những cái món ngon nhất, uống những thuốc tốt nhất, sống dưỡng sinh cách này giống dưỡng sinh như kia, lúc nào cũng đặt nặng về vấn đề sức khỏe. Cái đó là quá, cái đó là đi quá xa. Bởi vì sao? Cái mục đích của chúng ta không phải là làm cho cái thân này được khỏe, được mạnh như ở trong bài quán tưởng. Mình thọ thực, mình phải quán tưởng rằng mình thọ thực ở đây không phải để vui đùa, không phải để trau dồi thể lực như lực sĩ, không phải chơi đùa như trẻ con ngoài thế, không phải để làm đẹp, tức là thể dục thẩm mỹ, không có. Mà chúng ta duy trì cái thân ở mức độ vừa phải để sự tu tập. Cái mức độ vừa phải này cũng nói rằng tương đối là khó, và tương đối khó. Chúng tôi biết là ngay cả thưa quý vị, chúng tôi là chư tăng đó, mà giải thích cái điều kiện là việc ở Việt Nam và chư tăng là việc bên Mỹ, nhiều khi cũng khó giải thích nữa. Tại vì sao? Ở xứ nhiệt đới nó khác, cái xứ lạnh nó khác. Xứ lạnh mà nếu mà mình làm việc mà buổi chiều mình đói nữa thì có bữa chết. Dạ, có bữa dễ dàng chết lắm, tại vì nó không đủ sức để chống lại cái lạnh. Thì trong trường hợp đó chư tăng nên thọ dụng cái gì đó, mặc dù điều đó đó ở xứ nhiệt đới không nên có. Ở đây chúng ta cũng hiểu một cái việc khác là vua Ba Tư Nặc cảm kích Đức Phật. Ở trong đó có một cái ý nghĩa rất là đẹp, đó là Đức Thế Tôn vì lòng thương tưởng cho ta, vì nghĩ đến lợi ích đời này và đời sau. Tại sao nhà vua nghĩ đến lợi ích đời này và đời sau? Là tại vì rõ ràng là trong cuộc sống mà nhà vua trước kia ăn gọi là ăn mãn khẩu, ăn thì ăn thích bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, và ăn mà cho nó đến nỗi mà trở nên nặng nề. Cái nặng nề đó đó là suy thoái về đời sống tinh thần. Rõ ràng nhà vua nhớ lại là lúc mà quý vị thấy rằng con người mình nặng vấn đề ăn uống quá, ăn no quá, tự nhiên nó tâm ra nó quể quải, nó lười biếng. Ở trong cái lười biếng cái tâm của chúng ta càng ngày càng đi xuống. Thì ly khi mà chúng tôi sống trong thiền viện ngài Chan Cha đó, thì người ta thường nhắc điểm như vậy là đừng để cho cái việc mà ăn quá no đó nó làm cho chúng ta buồn ngủ nhất thời, mà nó làm cho chúng ta trì trệ lâu dài. Về điểm này đó, mình không hành thiền thì mình không thấy. Nhưng mà ví dụ như thưa quý vị, chúng tôi thưa như vậy là ở trong các cái chùa ngài Chan Cha bên Thái Lan đó, thì mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi, chứ không có điểm tâm nữa. Dạ. Chứ không ăn sáng ăn trưa mà ăn bữa. Cái bữa đó gọi là buổi khoảng chừng 9 giờ, gọi là brunch, giống như brunch ở trong tiếng Anh vậy đó. Ăn khoảng 9 giờ trưa, buổi sáng đi khất thực về rồi giao cái bát lại cho nhà bếp rồi chuẩn bị xong, rồi chư tăng lên ngồi trên cái trai đường bỏ đầu quả thực, thì lúc khoảng 9 giờ. Và ăn một bữa như vậy đó,
ăn xong rồi đó thì nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu chấp tác buổi trưa và buổi chiều buổi đó, thầy lên cái cốc của họ, của ngài cả đó, để nghe ngài cả hướng dẫn và có uống nước ngọt như uống cà phê, uống trà sữa v.v. Thì nó có cái này là quý vị biết 9 giờ hôm nay ăn một bữa rồi buổi chiều uống nước lúc 4 giờ rồi buổi sáng hôm sau mới ăn nữa đó. Thì phải nói rằng buổi sáng hôm sau lúc 9 giờ ăn rất ngon. Và chúng tôi cũng phải nói rằng thức ăn Thái Lan á, thì thật ra ngon lắm thưa quý vị. Thức ăn Thái Lan á, là cái xứ thực phẩm dư thừa. Trước đại dịch thực phẩm dư thừa lắm. Và người Thái họ là thực phẩm rất ngon. Tại đó khi mà ăn á, thì thường là do một ngày ăn bữa ăn có khuynh hướng quá độ, ăn nó quá no. Và ngày cả đó thì ngài thường nhắc một điều là khi mình ăn quá no đó, không phải chỉ tạo cho mình buồn ngủ nhiều, bị hôn trầm nhiều, bị dễ bị lên cân, mà còn cộng thêm một ngày nữa là nhất thời đó thì nó làm buồn ngủ, nhưng mà về đường dài đó, nó làm cái sự trì trệ của tinh thần. Dạ, sự trì trệ. Tại sao sự trì trệ tinh thần? Đó là mình chấp nhận cái bất thiện pháp. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta học ở lớp học Tán Pháp, chúng ta có học về tứ chánh cần. Ở trong tứ chánh cần đó, có bốn cái pháp gọi là thận trừ tu bảo. Thận đó là ngăn ngừa ác pháp chưa sanh đừng sanh, mà trừ á là tiêu diệt ác pháp đã sanh rồi đừng biến mất. Tu á tức là làm sao cho những thiện pháp chưa sanh được sanh, bảo là những thiện pháp đã sanh rồi được được gìn giữ tiếp tục được tồn tại. Thì bốn cái pháp thận trừ tu bảo đó là một thái độ nói lên cái nghị lực, nói lên sự tinh tấn. Nhưng mà một khi mà chúng ta chấp nhận bất thiện pháp rồi đó, thì chúng ta mất đi cái chánh cần. Cái này nó lạ lắm. Ví dụ như là mình ăn no thì chỉ buồn ngủ thì muốn nằm xuống ngủ. Và nhất là trong trường thiền không ai kiểm soát, mình về mình cốc mình làm gì, giờ mình có thể nằm trong đó. Thí dụ như buồn ngủ quá, thay vì mình ăn xong mình no mình về đi kinh hành không, mình về cứ ngã lưng nằm ngủ, có thể ngủ một giấc. Thì đối với các vị thiền sư đó, điều đó nó trở nên rất là tai hại. Nó là một sự dễ vui, là pamado. Và chẳng những nó là sự dễ ngươi giải đãi, mà nó còn là một thái độ to rập với bất thiện pháp, là mình chấp nhận bất thiện pháp. Thì bữa nay mình ăn quá no, thì tự nhiên mình muốn ngủ, mình chấp nhận một ngày. Ngày mai chấp nhận một ngày, mốt chấp nhận ngày, và nhiều ngày nó dồn lại đó. Thì nó tạo ra một cái thái độ của chúng ta rằng, cái đó là điều có thể chấp nhận được. Mặc dù trên phương diện bàn thảo thì chúng ta không có cãi, nhưng mà trên phương diện thực tế đó thì nó là ở trong thâm tâm chúng ta mình nhận là ô, cái chuyện mà ăn no rồi thì mệt thì nằm ngủ thôi. Vì vậy đó là cái người tu tập đó, là phải có cái chánh niệm trước khi ăn, chánh niệm trong khi ăn và chánh niệm sau khi ăn. Chánh niệm ở đây là gì? Là cái khả năng thắp sáng ý thức. Cái ý thức là chúng tôi nhớ có một vị sư tên là Anubo Dasi. Sư đó là người Do Thái. Sư nói với chúng tôi là thời gian đầu qua đó, sư ăn một bữa sư cảm thấy đói là sẽ ăn nhiều lắm. Tại cái sức người Tây Phương mà, người Do Thái sẽ ăn nhiều lắm. Và có một lần sư nghe một cái bài pháp của một vị sư Thái Lan mà dịch lại bằng tiếng Anh đó. Sư nghe sư cảm thấy rất là xấu hổ. Thành ra khi sư vào thọ thực thì sư có dặn với chính mình là nếu ngày hôm nay mà mình ăn mà thất niệm, tức là ăn quá no đó, thì mình sẽ bị phạt bằng cách là không được ăn đồ ngọt. Thì quý vị biết bên Thái Lan đó, ngoài cái thực phẩm mà người ta cúng dường cho chư tăng, cơm bánh thì đồ ngọt nó cũng nhiều lắm thưa quý vị. Thì đồ ngọt cũng ngon nữa. Và vị này nói rằng nếu mà mình ăn mà quá độ thì mình sẽ không ăn đồ ngọt. Tức là trước khi bữa ăn đã có ý thức như vậy. Và trong lúc bữa ăn đó, thì vị này luôn luôn nhắc chính mình rằng khi nào mình ăn vừa no và mình cảm thấy còn muốn ăn thêm cho mãn khẩu đó, thì mình phải có cái ý thắp sáng và ngồi yên lại, không ăn. Nhìn thấy cái ý muốn ham ăn của mình. Quý vị biết rằng nói như vậy, có nhiều người phản đối rằng ô, mình thích ăn đâu có tội lỗi gì đâu. Đúng là cái chuyện thích ăn không tội lỗi gì, nhưng mà đối với một vị tu thiền như vậy đó, mà để mình ăn quá nhiều đó, gọi là thất niệm. Thì cái thất niệm này nó dẫn đến cái tình trạng rất là tai hại, là
nó làm hỏng đi cái niệm về sau này của mình. Cũng giống như là người ta nói mình nấu cơm mà mình cứ mở lửa rồi tắt lửa. Mình tu á, lúc mình ngồi thì có chánh niệm hơi thở, rồi mình ra ngoài mình nói chuyện làm thất niệm. Mình ngồi có chánh niệm, tụng kinh có chánh niệm, nhưng mà tới mình ra mình ăn cái thất niệm, thì cái thất niệm nó trở đi trở lại hoài. Nó giống như mình nuôi chánh niệm mình tắt lửa thôi, thì chánh niệm nó bị yếu đi, nó không còn sự bén nhạy nữa. Thành ra đem áp dụng chánh niệm vào trong đời sống ăn đó, là mình ý thức lúc đó là vừa phải, thì thật sự rất là khó lắm. Chúng tôi cách đây không lâu có nghe một người họ nói chúng tôi một chuyện này. Họ nói rằng họ nghe người ta rủ đi đánh bài, rồi họ nghĩ rằng nếu mà mình ăn rồi mình bỏ đi về không đánh nữa, nhưng mà họ nói rằng giống như ma nhập vậy đó, hãy ăn rồi lại muốn ăn thêm, mà lại thua thì lại muốn gỡ, và rốt cuộc thì cạn hết tiền. Thì chúng ta nên hiểu cái phiền não nó giống như đánh bài vậy đó. Đôi khi thưa quý vị, nó có một cái ma lực, và cái ma lực đó nó luôn luôn bỏ nhỏ, nó luôn luôn thuyết phục chúng ta, và nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta không có khả năng đương độ với nó. Chúng ta phải có khả năng nhìn lúc đó, à lúc này nó quá đồ, quá đà, ăn quá nhiều. Bởi vì trong sớ giải có nói như vậy, là khi Đức Phật Ngài dạy cái câu kệ này cho thanh niên Suddhasana, Ngài có dặn là mỗi lần nhà vua ăn á, mà đứng kế bên mà thấy được là ở cái mức độ đã vừa phải rồi thì đọc câu kệ, và lúc nhà vua ngưng ăn lại. Và càng ngày đó nhà vua càng giảm thiểu được, và do nhà vua rất là biết ơn. Thật ra thưa quý vị, đúng là trong nguyên văn bản kinh này đó, thì nói rằng nhà vua mỗi một ngày á, thưởng cho thanh niên Suddhasana 100 đồng vàng. Đồng vàng hồi trước lớn, mà thưởng một ngày một bữa ăn 100 đồng vàng. Mình nghe nói thì mắc lắm. Thật tình mà nói đó, thì nếu mà chúng ta tính ra tiền chữa bệnh á, và cái hệ lụy chữa bệnh, thì 100 đồng vàng mỗi ngày với nhà vua cũng rẻ. Tại vì sao? Nhờ nhà vua có người canh cho mình ăn. Người khác, nhà vua đang ăn ngon miệng mà bảo đừng ăn nữa, thì có lẽ đem chém đầu là giận dữ. Nhưng cái này nhà vua đã mời, đã nhờ thanh niên Suddhasana. Nhà vua rất là tâm phục, khẩu phục lời dạy của Đức Phật. Nhà vua rất là kính Đức Phật, rất thương Đức Phật. Đồng thời nhà vua hiểu là Đức Phật Ngài dạy điều đó chính xác, và nhà vua đã đưa ra một cái lời yêu cầu đối với Bà La Môn trẻ tuổi Suddhasana, là khi ta ăn thì hãy đọc lại cái lời Phật dạy. Thì quả thật thanh niên Suddhasana làm một việc mà thật ra cũng phải không phải dễ làm đâu thưa quý vị. Ngồi canh cho vua ăn. Chúng tôi nhớ ngày xưa ở bên Việt Nam và Trung Hoa có một cái vị quan mà dễ bị chém đầu lắm. Vị quan đó tên là ngự sử. Ngự sử tức là một vị quan có cái trách nhiệm để can gián nhà vua. Nhưng mà gặp ông vua hô quân vô đạo đó, thì ghét mấy quan ngự sử lắm. Tại vì sao vậy? Thường là quan ngự sử là do tiên đế để lại, hay là hoàng thái hậu cắt đặt lên. Và khi hoàng thái hậu mà yếu rồi thì mấy quan ngự sử đem ra mất đầu hết. Tại ông quan ngự sử là chuyên môn làm việc can gián nhà vua. Quý vị tưởng tượng của nhà vua đang ăn mà ăn rất là ngon, nhưng mà nói rằng hoàng thượng đừng ăn nữa, thật là khó. Nhưng mà ở đây có một cái chuyện rất là đẹp, là nhà vua đã không có cắt đặt cho một người can nhà vua kiểu đó, mà đã nhờ thanh niên Suddhasana là tự mình nhờ, tự nhà vua nhờ. Và không phải là đọc cái lời can vua, chỉ đọc lên câu Phật ngôn thôi. Mà đang ăn ngon mình nghe đọc câu Phật ngôn tự nhiên là nó mất ngon, tự nhiên là nhớ rằng à mình ăn đủ rồi. Vậy mà nhà vua từ từ giảm được thức ăn xuống, giảm được thức ăn xuống đến nỗi mà nhà vua có một lần cảm hứng là tự mình bóp tay bóp chân mà nói rằng thật là Đức Phật Ngài thương mình quá, thật là Đức Phật Ngài có lòng quy mẫn với mình quá, Ngài nghĩ đến lợi lạc của đời này và đời sau của mình. Thì chúng ta thấy một điều đó là nó là một giai thoại, đó là một giai thoại, đó là một cái câu chuyện. Nhưng qua câu chuyện đó, hơn bao giờ hết cho chúng ta thấy rằng Phật Pháp là một con đường sống, một lối sống. Và lối sống được Đức Phật Ngài truyền dạy mang cho thành thực tiễn là làm sao đem lại sự lành mạnh của thân tâm. Và cái sự lành mạnh của thân ở trong một trường hợp nào đó, như ở đây là ăn ít thì khỏe, và nó lợi lạc cho tâm. Và lợi lạc cho tâm có nghĩa là đời này lợi lạc và đời sau cũng lợi lạc. Chúng ta nhớ những điều này thì chúng ta sẽ rất là cảm kích ý nghĩa của bài kinh. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn thắng pháp, và vị giảng sư là Thượng Tọa Tự Siêu. Xin được đảnh lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt các Phật tử.
Và thưa quý vị, đây là mùa lễ, ngày hôm nay là 25 tháng 12. Chúng tôi xin thay mặt toàn thể chư tăng cầu chúc quý Phật tử một mùa lễ Noel dương lịch và Tết Nguyên Đán, một cái mùa lễ rất là an lành. Năm nay chúng ta cần sự an lành hơn bao giờ hết. Và cho dù là quý vị ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Âu Châu, thì quý vị nhớ là COVID micro, Omicron đang hoành hành. Và chúng ta cẩn thận trong việc tiếp xúc, vẫn cần đi lại. Rảnh mà ngồi thiền, rảnh sống một mình, rảnh sống độc cư là điều an toàn. Xin hẹn gặp lại quý ngày quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết nhiều ý nghĩa lợi lạc cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sít Hoa Nguyệt. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì. Trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.